để nhìn thấy cái tâm nguyên thủy. Vấn đề của tâm là thật sự thì không có gì trục trặc với nó cả. Bản chất của nó là vậy, nó thuần khiết, từ nó sẵn đã bình an. Nếu có những lúc tâm không an, đó là bởi vì nó chạy theo cảm xúc. Tâm bẩm sinh không có gì cả, nó trở nên bình an hay kích động chỉ vì nó bị cảm xúc lừa gạt. Tâm chưa được huấn luyện, rất khờ dại. Lục trần cho nó những ảo giác về hạnh phúc và đau khổ, nhưng bản chất của tâm không có những thứ này. Hạnh phúc hay đau khổ không phải là tâm, mà chỉ là một cảm xúc đang lừa gạt chúng ta. Tâm chưa được huấn luyện, dễ bị đánh lạc hướng và chạy theo những thứ này. Nó quên chính nó, rồi chúng ta nghĩ rằng đó chính là chúng ta đang tức giận hay vui sướng hay gì đó. Nhưng thật sự thì tâm của chúng ta đã sẵn tĩnh lặng và bình an, thật sự bình an, giống như chiếc lá vẫn đứng im chừng nào nó chưa bị gió thổi. Nếu gió đến, chiếc lá đông đưa. Sự đông đưa là do gió, sự đông đưa của tâm là do lục trần, tâm chạy theo chúng. Sự tu hành của chúng ta chỉ là để nhìn thấy cái tâm nguyên thủy. Chúng ta phải huấn luyện tâm để nhận biết lục trần và không bị chúng đánh lạc hướng, để tâm được bình an. Đây chính là mục đích của tất cả những sự tu hành cam khổ mà chúng ta phải trải qua. Chương 2: Những điều cơ bản. Khi cả ba pháp giới định huệ đều được phát triển, chúng ta gọi sự tu hành này là bát chánh đạo, là con đường duy nhất để thoát khổ. Bát chánh đạo là pháp môn tối thượng, bởi vì nếu được thực hành đúng đắn, nó sẽ dẫn đến niết bàn, đến sự bình an rốt ráo. Chúng ta tiếp cận với giáo lý nhà Phật qua nhiều nguồn, những vị thầy hay tăng sĩ khác nhau chẳng hạn. Có những lúc Phật pháp chỉ được giảng dạy một cách rất đại cương và mơ hồ, khiến cho việc áp dụng nó vào đời sống thực tiễn trở nên khó khăn. Có những lúc Phật pháp được giải thích bằng một ngôn ngữ cao thâm và trừu tượng, khiến cho người ta khó hiểu, nhất là khi nó dựa hoàn toàn vào mặt chữ trên kinh điển. Có một lối giảng dạy khác, đó là khi Phật pháp được trình bày một cách trung dung, không quá trừu tượng, không quá cao thâm, không quá đại cương, mà cũng không quá bí truyền, chỉ vừa đúng để người nghe có thể lãnh hội và thực hành. Ở đây tôi muốn chia sẻ một ít giáo lý mà tôi thường dùng để chỉ dạy các đệ tử của tôi. Người muốn đắc đạo. Những ai muốn chứng đắc đạo, giác ngộ Phật pháp, phải là người có đức tin và sự tự tin làm nền tảng. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Phật pháp như sau: Phật, người biết, người có được sự thuần khiết, sự chiếu sáng và sự bình an trong tâm. Pháp, những tính chất thuần khiết, chiếu sáng và bình an phát sinh từ giới định huệ. Thế nên người đắc đạo là người trau dồi và phát triển giới định huệ. Đi theo Phật pháp. Những người muốn đi về nhà là những người không chỉ ngồi đó mà suy nghĩ về chuyến du hành của mình. Họ phải trải qua tiến trình du hành từng bước một và theo đúng hướng. Nếu họ đi sai đường, họ có thể gặp nhiều khó khăn như đầm lầy, hầm hố hay những chướng ngại khác. Họ cũng có thể rơi vào những tình huống nguy hiểm và có thể sẽ không về được đến nhà. Những người đã về được đến nhà có thể nghỉ ngơi và ngủ một cách thoải mái. Nhà là một nơi khoan khoái đối với thể xác và tâm trí. Nhưng nếu người du hành đó thay vì đi về nhà lại đi quá căn nhà của họ, hay chỉ đi chung quanh nó, họ sẽ chẳng nhận được lợi ích gì từ chuyến đi nhọc nhằn của họ. Cùng thế ấy, chứng ngộ Phật pháp là một việc mà mỗi chúng ta phải tự mình làm lấy, bởi không ai có thể làm điều đó cho chúng ta, và chúng ta phải đi đúng đường. Con đường của đức hạnh, thiền định và trí huệ, cho đến khi chúng ta đạt được một đầu óc thuần khiết, chiếu diệu và bình an. Đây là kết quả của hành trình tập đạo của chúng ta. Nhưng nếu một người chỉ có kiến thức từ sách vở và kinh điển, chỉ nghe thuyết pháp và tụng kinh, có nghĩa là chỉ có bản đồ và kế hoạch cho cuộc hành trình, kẻ đó sẽ chẳng bao giờ biết được sự thuần khiết, chiếu diệu và bình an trong tâm, dầu anh ta sống cả trăm kiếp nữa.
kẻ đó sẽ chỉ lãng phí thời gian và không bao giờ nhận được lợi ích từ sự tu hành. Vì thầy chỉ có thể trình bày đạo pháp, cho nên chúng ta có tầm đạo bằng sự tu hành và có đạt được kết quả hay không tùy thuộc hoàn toàn vào mỗi chúng ta. Sau đây là một cách khác để nhìn vào sự việc này. Sự tu hành giống như những lọ thuốc mà vị y sĩ đưa cho bệnh nhân của mình. Lọ thuốc có chỉ dẫn cách dùng trên mặt, nhưng nếu bệnh nhân chỉ đọc phần chỉ dẫn, ngay cả đọc tới đọc lui cả trăm lần, họ cũng sẽ chết. Họ sẽ chẳng nhận được lợi ích gì từ lọ thuốc đó. Và trước khi họ chết, họ có thể chê trách rằng vị y sĩ đó không đủ giỏi, rằng ông ta chỉ là một lang băm, rằng thuốc không công hiệu. Tuy nhiên, tất cả những gì đã làm là xem xét lọ thuốc và đọc phần chỉ dẫn, mà không làm theo lời khuyên của vị y sĩ và uống thuốc. Nhưng nếu bệnh nhân thật sự làm theo lời của vị y sĩ và uống thuốc đều đặn như được chỉ dẫn, họ sẽ bình phục. Nếu họ bị bệnh nặng, họ có lẽ phải uống rất nhiều thuốc. Nhưng nếu họ chỉ bệnh nhẹ thôi, thì chỉ cần uống một chút thuốc là khỏe rồi. Cho nên nếu chúng ta phải dùng rất nhiều thuốc, đó là vì chúng ta bị bệnh quá nặng, chỉ giản dị như vậy thôi. Các y sĩ kê toa thuốc để loại trừ bệnh khỏi cơ thể. Giáo lý của Đức Phật được đưa ra để chữa lành những căn bệnh của tâm, để mang nó trở lại tình trạng lành mạnh nguyên thủy của nó. Vì thế, Đức Phật có thể được xem như là một y sĩ, người kê toa thuốc để chữa trị tâm bệnh. Ngài mới thật là vị y sĩ tài tình nhất thế gian. Mỗi chúng ta đều có một vài thứ tâm bệnh nào đó. Khi bạn nhìn thấy những thứ tâm bệnh này, tìm đến Phật Pháp như là sự nâng đỡ, như là liều thuốc chữa trị cho bạn, không phải là điều khôn ngoan nhất hay sao? Bạn không đi con đường của Phật Pháp bằng thân thể của mình, bạn phải đi bằng đầu óc hay tâm của mình. Những người đi trên con đường có thể được phân chia thành 3 trình độ. Trình độ đầu tiên bao gồm những người hiểu rằng họ phải tự mình tu hành và họ biết cách tu hành. Họ nương tựa vào Phật, Pháp Tăng và chuyên cần tu tập theo đúng như sự chỉ dẫn của vị thầy. Những người này không còn lệ thuộc vào những tập tục cổ truyền, mà họ dùng lý trí để xem xét bản chất của thế gian. Đây là nhóm người Phật tử. Trình độ thứ hai bao gồm những người đã tu hành cho đến khi họ đạt được một đức tin vững chắc vào giáo lý của Phật, Pháp, Tăng. Họ cũng đã liễu ngộ bản chất thật sự của vạn pháp. Những người này dần dần giảm thiểu mọi sự ràng buộc và dính mắc. Họ không bám chặt vào sự việc, và sự hiểu biết Phật Pháp của họ đã đạt đến một mức độ thâm sâu. Tùy vào trí huệ và mức độ xả bỏ của họ mà họ được xếp vào hàng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm hay A Na Hàm, hay nói chung là những thánh nhân. Ở trình độ cao nhất là những người mà sự tu hành đã chuyển thân khẩu ý của họ đến cảnh giới của Phật. Họ vượt trên thế gian, không còn phải trở lại thế gian, và không còn bất cứ sự ràng buộc và dính mắc nào nữa. Họ là những A-la-hán, là những thánh nhân đã đạt quả vị Niết Bàn, đoạn diệt sinh tử. Trao dồi đức hạnh. Giới hạnh là sự kiềm thúc thân và khẩu. Có những giới luật khác nhau được quy định cho người tại gia và người xuất gia. Tuy nhiên, nói chung thì chúng đều dựa trên cùng một cơ sở, đó là ý định. Khi chúng ta tỉnh thức và điềm tĩnh, chúng ta có chánh tư duy. Thực tập chánh niệm sẽ phát sinh đức hạnh trong sáng và cao thượng. Nếu chúng ta mặc quần áo dơ, thì lẽ tự nhiên thân thể chúng ta cũng bị dơ, đầu óc của chúng ta cũng sẽ bức rứt và khó chịu. Nhưng nếu chúng ta giữ cho thân thể của mình sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, đầu óc của chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Cùng thế ấy, khi chúng ta không gìn giữ đức hạnh, thân và khẩu bị ô nhiễm, chúng ta sẽ cảm thấy phiền não, bức rứt và nặng nề. Chúng ta rời xa lối tu hành đúng đắn và không thể chứng ngộ cốt tủy của Pháp. Những hành động và lời nói trong sáng tùy vào tâm của chúng ta có được huấn luyện tốt hay không, bởi đầu óc điều khiển thân và khẩu. Cho nên chúng ta phải tiếp tục tu hành bằng cách điều phục tâm của mình. Phát triển định lực. Phát triển định lực để làm cho đầu óc vững vàng và kiên định. Điều này mang lại sự bình an trong tâm. Tâm chưa được huấn luyện
thường rất hiếu động và khó điều khiển. Nó chạy lăng xăng theo trần cảnh, giống như dòng nước lúc chảy qua bên này, lúc chảy qua bên kia, tìm kiếm những nơi thấp nhất. Các nông gia và kỹ sư nông nghiệp biết cách điều khiển dòng nước để có thể sử dụng nó một cách hữu hiệu cho xã hội và con người. Họ xây đập ngăn sông, tạo ra những bể chứa nước và những con kênh lớn. Tất cả những việc này là chỉ để dẫn nước tới những nơi cần thiết. Nước chứa cũng có thể trở thành nguồn phát điện và ánh sáng. Bằng cách đó, nước không chảy rối loạn hay gây lụt lội tại những vùng đất thấp và bị lãng phí. Cùng thế ấy, tâm được kiềm chế và huấn luyện liên tục sẽ là một công cụ vô cùng hữu ích. Chính Đức Phật có nói, tâm được điều phục sẽ mang đến chân hạnh phúc. Vì thế, hãy điều phục tâm của ngươi cho tốt để đạt được những lợi ích cao nhất. Tương tự như vậy, những thú vật chung quanh chúng ta như voi, ngựa, trâu, bò cần phải được huấn luyện trước khi chúng có thể được dùng để làm việc. Chỉ khi đó, sức mạnh của chúng mới thật sự mang lại lợi ích cho chúng ta. Tâm được huấn luyện sẽ mang đến cho chúng ta nhiều phúc lành hơn một cái tâm chưa được huấn luyện. Đức Phật và các cao độ của Ngài đều có cùng một khởi đầu như chúng ta, với tâm chưa được huấn luyện. Nhưng sau này, họ đã trở thành những bậc thánh, những người mà chúng ta tôn kính và học hỏi rất nhiều từ sự giảng dạy của họ. Tâm được kiềm thúc và huấn luyện có thể giúp cho chúng ta tốt hơn trong mọi lĩnh vực, trong mọi tình huống. Tâm được huấn luyện sẽ giúp cho đời sống của chúng ta hương bình, khiến cho công việc của chúng ta dễ dàng hơn và phát hiện khả năng lý luận để kiềm chế hành động của chúng ta. Nhờ thế, chúng ta sẽ ngày càng trở nên hạnh phúc hơn. Sự nhiếp phục tâm có thể được thực hiện qua nhiều cách, với nhiều phương pháp khác nhau. Phương pháp thông thường nhất mà mọi người đều có thể thực hành là sự chánh niệm về hơi thở, tức là phát triển khả năng nhận biết hơi thở vào và hơi thở ra. Trong tu viện này, chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào chóp mũi và phát triển sự ý thức về hơi thở vào và ra với câu thần chú Buddho. Thiền sinh cũng có thể sử dụng một chữ khác, hay chỉ việc nhận biết sự chuyển động ra vào của hơi thở. Điều chỉnh sự tập trung cho phù hợp với mình. Điều chủ yếu là thiền sinh nhận thức hơi thở của mình trong thời hiện tại, có nghĩa là nhận biết mỗi hơi thở ra và hơi thở vào ngay khi nó vừa xảy ra. Trong khi đi kinh hành, chúng ta cố gắng nhận biết những cảm giác của bàn chân khi chúng chạm vào mặt đất. Để có kết quả, sự hành thiền phải được thực tập liên tục. Nếu có thể được, đừng thiền một chút hôm nay và rồi sau một hai tuần lễ hay một hai tháng mới thiền lại. Tu hành như vậy sẽ không có kết quả tốt. Đức Phật dạy chúng ta tu hành thường xuyên và chuyên cần, có nghĩa là tu hành càng liên tục càng tốt. Để tu tập có hiệu quả, chúng ta phải tìm một nơi yên tĩnh và không bị quấy nhiễu, chẳng hạn như một khu vườn dưới bóng mát của một cái cây trong sân sau nhà của chúng ta, hay bất cứ nơi nào mà chúng ta có thể ngồi yên tĩnh một mình. Nếu chúng ta là tăng ni, chúng ta nên tìm một cái chòi trong rừng hay một hang động. Dùng rừng núi vắng vẻ cũng là một nơi rất thích hợp cho sự tu hành. Trong bất kỳ trường hợp nào hay ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều phải cố gắng duy trì chánh niệm về hơi thở một cách liên tục. Nếu sự chú ý của chúng ta đi lạc, hãy kéo nó trở lại với đối tượng của sự tập trung. Cố gắng đặt tất cả những tư tưởng khác qua một bên. Đừng nghĩ đến bất kỳ điều gì, chỉ việc quan sát hơi thở mà thôi. Nếu chúng ta nhận biết một tư tưởng khi nó vừa xuất hiện và cứ kiên trì quay lại với đối tượng thiền hành của mình, thì dần dần đầu óc sẽ trở nên yên lặng. Khi đầu óc đã bình an và tập trung, đừng cột nó vào hơi thở nữa. Bây giờ hãy bắt đầu quan sát thân và tâm như một thực thể được cấu tạo bởi ngũ uẩn sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Hãy xem xét ngũ uẩn này đến và đi. Bạn sẽ nhận thấy rõ rằng chúng vô thường, và sự vô thường này khiến cho chúng không còn giá trị, không còn cần thiết, và rồi chúng đến và đi tùy thích. Không có một bản ngã đang điều hành sự việc, mà chỉ là sự chuyển biến tự nhiên thuận theo nhân quả. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều có tính bất an, bất toại nguyện, và không có một tự ngã hay linh hồn vĩnh cửu. Nếu bạn nhìn vạn vật bằng cách này,
mọi sự ràng buộc và dính mắc sẽ giảm thiểu dần dần. Đó là bởi vì bạn nhìn thấy bản chất thật của thế gian. Chúng ta gọi đây là sự phát sinh trí huệ. Sự phát sinh trí huệ. Trí huệ là nhìn thấy chân lý về những tiến trình khác nhau của thân và tâm. Khi chúng ta sử dụng cái tâm an định và được huấn luyện của mình để quán chiếu ngũ uẩn, chúng ta sẽ nhận ra rằng cả thân và tâm đều vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Khi nhìn thấy mọi việc với trí huệ, chúng ta không còn dính mắc hay bám víu nữa. Bất cứ những gì đến với chúng ta chấp nhận chúng một cách tỉnh thức. Chúng ta không buồn phiền và đau khổ bởi vì chúng ta nhận thấy rõ bản chất vô thường của vạn vật. Khi chúng ta bình hoàng hay đau đớn, chúng ta vẫn bình thản vì tâm đã được huấn luyện tốt. Tâm như thế sẽ là nơi nương náu thật sự của chúng ta. Sự hiểu biết này chính là trí huệ. Trí huệ hiểu biết thực chất của sự việc khi chúng phát sinh. Trí huệ phát sinh từ chánh niệm và thiền định. Thiền định đặt nền tảng trên giới luật. Cả ba điều này, giới, định, huệ, tương quan mật thiết, đến độ hành giả không thể chỉ tập trung vào một khía cạnh để được giải thoát. Tiến trình tu hành xảy ra như thế này. Trước hết, chúng ta tập cho đầu óc chú ý vào hơi thở. Đây là sự phát sinh đức hạnh. Khi sự chánh niệm về hơi thở được thực hành cho đến khi tâm tĩnh lặng thì định lực phát sinh. Rồi từ sự quán xét mà chúng ta nhận thấy rằng hơi thở là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Sự xả bỏ sẽ theo sau đó, và đây là sự phát sinh của trí huệ. Cho nên thực tập chánh niệm về hơi thở có thể được xem là nền tảng cho sự phát triển giới, định, huệ. Ba pháp tu này phụ thuộc chặt chẽ với nhau như thế đó. Khi cả ba pháp giới, định, huệ đều được phát triển, chúng ta gọi sự tu hành này là bát chánh đạo, là con đường duy nhất để thoát khổ. Bát chánh đạo là pháp môn vô thường, bởi vì nếu được thực hành đúng đắn, nó sẽ dẫn đến niết bàn, đến sự bình an rốt ráo. Lợi ích của sự tu hành. Khi chúng ta hành thiền như cách trên, thành quả của sự tu hành sẽ có ba giai đoạn như sau. Thứ nhất, đối với những hành giả mà sự phát tâm bắt nguồn từ đức tin, thì sự tin tưởng của họ vào Phật Pháp Tăng sẽ tăng trưởng dần dần. Đức tin này sẽ củng cố sự tu hành của họ. Họ cũng sẽ hiểu biết về tính chất nhân quả của mọi việc, rằng hành động thiện lành mang lại kết quả thiện lành, và một hành động bất thiện sẽ mang lại hậu quả bất thiện. Những người này sẽ đạt được sự bình an và hạnh phúc lớn lao. Thứ hai, những người đã đạt các thành quả của bậc Thanh Văn, Tư Đà Hàm hay A Na Hàm, phát triển đức tin không thể lay chuyển vào ba ngôi Phật Pháp Tăng. Họ rất an lạc và đều hướng đến mục tiêu là cảnh giới Niết Bàn. Thứ ba, những người đã đạt đến đẳng cấp của A-la-hán hay những chúng sinh hoàn mỹ đã đoạn diệt tất cả phiền não. Họ là những vị Phật đã giải thoát rốt ráo và hoàn tất hành trình tâm linh. Chúng ta thật may mắn là đã được sinh làm người và được nghe chánh pháp. Đây là một cơ hội mà cả triệu triệu chúng sinh khác không có được. Cho nên đừng xem thường nó. Hãy nhanh chóng phát triển sự toàn thiện và đi theo con đường tu hành đúng đắn để đạt đến những đẳng cấp cao nhất. Đừng lãng phí thời gian, đừng sống một cuộc đời không có mục đích. Hãy cố đạt cho được sự chứng ngộ chân lý ngay trong ngày hôm nay, nếu có thể được. Phần 1. Giới luật. Đức hạnh và thế giới của lục căn. Chương 3. Sống trong đạo pháp. Trị của Phật Pháp không nằm trong sách vở. Sách vở chỉ là ngoại hình của Phật Pháp. Chúng không phải là sự chứng ngộ của Phật Pháp mà một người đạt được qua sự tu hành. Nhiều người vẫn không hiểu cốt tủy của sự hành thiền. Họ nghĩ rằng đi kinh hành, ngồi thiền và nghe Pháp là tu hành. Điều đó cũng đúng, nhưng đây chỉ là hình thức bên ngoài của sự tu hành. Sự tu hành thật xảy ra
khi tâm tiếp xúc với các đối tượng của sáu giác quan. Đó là khi chúng ta thật sự tu hành, là khi mà các giác quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khi có ai nói điều gì chúng ta không thích, chúng ta tức giận. Nếu họ nói điều gì chúng ta thích, chúng ta cảm thấy khoan khoái. Đây chính là nơi để tu tập. Chúng ta tu tập với những việc này như thế nào? Đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta cứ chạy quanh quẩn, đuổi theo hạnh phúc và chạy trốn khổ đau, chúng ta có thể tu hành cho đến ngày chúng ta lìa đời mà vẫn không biết gì về Phật Pháp cả. Khi sự khoái lạc và đau khổ phát sinh, chúng ta phải biết sử dụng Phật Pháp để thoát khỏi chúng. Đây là cốt tủy của sự tu hành. Thường thì khi người ta gặp điều gì không hài lòng, họ không tiếp nhận nó. Khi bị chỉ trích, chẳng hạn họ có thể sẽ đáp trả với câu: "Đừng làm phiền tôi, tại sao đổ lỗi cho tôi?" Đây là cách ứng xử của một người đóng chặt chính họ lại. Thế nhưng lúc này chính là lúc để tu tập. Khi người ta chỉ trích chúng ta nên lắng nghe. Họ có nói đúng sự thật không? Chúng ta nên cởi mở và xem xét những gì họ nói. Có lẽ có một điều gì đó đáng trách bên trong chúng ta. Họ có thể đúng, nhưng chúng ta đã vội vàng thủ thế. Khi người ta chỉ ra khuyết điểm của chúng ta nên cảm thấy biết ơn và cố gắng cải thiện chính mình. Đây là cách tu hành của kẻ trí. Nơi nào có sự rối loạn, nơi đó sự bình an có thể phát sinh. Khi sự rối loạn được hiểu biết thấu đáo, những gì còn lại là sự bình an. Có người không thể chấp nhận bị phê phán bởi họ quá kiêu hãnh. Thay vì vậy, họ cãi lại. Đây là điều thường xảy ra khi người lớn đối phó với trẻ con. Thật ra, đôi lúc trẻ con có thể nói đúng. Nhưng nếu bạn là cha mẹ, chẳng hạn, bạn không thể chịu thua chúng. Nếu bạn là thầy giáo, học trò của bạn đôi lúc nói với bạn một điều gì đó mà bạn không biết. Nhưng bởi vì bạn là thầy, nên bạn không thể nghe lời chúng. Đây không phải là chánh tư duy. Đức Xá Lợi Phất, một trong các đệ tử của Đức Phật, là một người rất khôn ngoan. Có một lần, khi Đức Phật đang thuyết pháp, Ngài quay sang Xá Lợi Phất và hỏi: "Xá Lợi Phất, ông có tin điều này không?" Xá Lợi Phất trả lời: "Không, tôi vẫn chưa tin được." Đức Phật khen ngợi ông: "Hay lắm, Xá Lợi Phất, ông là người có trí huệ. Kẻ trí không tin ngay, họ lắng nghe với một đầu óc cởi mở và rồi xem xét chân lý của sự việc trước khi quyết định tiếp nhận hay bác bỏ nó." Ở đây, Đức Phật đã nêu một tấm gương tốt cho các vị thầy. Điều mà Xá Lợi Phất nói là sự thật. Ông chỉ trình bày cảm xúc thật sự của mình. Thế nhưng có nhiều người không dám bày tỏ sự nghi ngờ của họ đối với một điều gì đó, vì sợ rằng làm thế là nghi ngờ sự hiểu biết của người thầy. Nhưng Đức Phật không cảm thấy bị xúc phạm. Ngài nói rằng bạn không cần cảm thấy xấu hổ về những việc không xấu hay không có ác ý. Không có gì xấu khi nói rằng mình không tin một điều gì đó, nếu mình thật sự không tin. Hành động của Đức Phật ở đây là một tấm gương tốt cho một người đang dạy dỗ những người khác. Đôi lúc bạn có thể học hỏi ngay cả từ những đứa trẻ. Đừng dính mắc một cách mù quáng vào địa vị hay uy tín của mình. Dù bạn đang đứng, đang ngồi hay đang đi, bạn đều có thể xem xét những việc chung quanh bạn, xem xét một cách tự nhiên. Hãy quan sát mọi thứ, cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, cảm xúc hay ý niệm. Kẻ trí quan sát tất cả. Trên đường tu hành, chúng ta sẽ đạt đến một điểm nơi không còn điều gì có thể đè nặng tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta vẫn chưa nhận biết những cái thích và không thích của chúng ta khi chúng phát sinh, chúng ta sẽ vẫn còn lo âu. Nếu chúng ta biết sự thật về những thứ này, chúng ta sẽ suy ngẫm như vậy: "Ồ, cái cảm giác ưa thích này chẳng là gì cả.
nó chỉ là một cảm xúc đến rồi đi mà thôi. Cùng thế ấy, sự không thích cũng chỉ là một cảm xúc đến rồi đi. Tại sao chúng ta phải đặt vấn đề với chúng? Nếu chúng ta nghĩ rằng hạnh phúc và đau khổ là những tài sản cá nhân, thì chúng ta sẽ bị phiền phức. Và những thứ này cứ nối tiếp nhau trong một chuỗi vô tận. Đây là những gì xảy ra với phần lớn chúng ta. Nhưng thời nay, các vị thầy không thường nói về tâm khi họ thuyết giảng. Họ không nói chân lý. Nhưng con người nên lắng nghe chân lý. Một vị thầy chân chánh không chỉ nói từ trí nhớ mà nói chân lý. Một tu sĩ chân chánh không nói chuyện như thế. Ông ta nói chân lý, thực chất của sự việc. Nếu bạn hiểu Phật Pháp, bạn nên tu hành y theo đó. Bạn không cần phải trở thành một người xuất gia. Mặc dù đời sống xuất gia là một đời sống lý tưởng thích hợp nhất cho sự tu hành, để thật sự tu hành, bạn cần phải buông bỏ sự rối ren của thế gian, buông bỏ gia đình và tài sản, và đi vào rừng. Đó là cách tốt nhất để tu hành. Nhưng nếu chúng ta đã có một gia đình và trách nhiệm, chúng ta làm sao để tu hành? Có người nói rằng người tại gia khó có thể tu hành. Nhưng bạn nghĩ xem, nhóm người nào đông đảo hơn, tại gia hay xuất gia? Có quá nhiều người tại gia hơn là người xuất gia. Rồi bây giờ, nếu chỉ có người xuất gia tu hành thôi, thì sẽ có rất nhiều sự lầm lẫn hay vô minh trong xã hội. Cho nên, xuất gia không phải là một giải pháp. Là một tăng sĩ mà không tu hành sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nếu bạn thật sự hiểu biết Phật Pháp, thì bất kể bạn đang làm nghề gì hay giữ chức vụ gì trong xã hội, bạn vẫn có thể tu hành trong từng giây phút. Cho rằng bạn không thể tu hành khi sống tại gia là không hiểu đạo. Tại sao người ta có thể tìm được sự khích lệ để làm những việc khác? Nếu họ cảm thấy mình thiếu thốn một điều gì, họ cố gắng đạt cho được điều đó. Con người có thể làm bất cứ điều gì nếu họ có đủ lòng ham muốn. Có người nói, tôi không có thời giờ để tu hành. Tôi nói, bạn có thời giờ để thở không vậy? Sự tu hành đâu phải là điều làm cho bạn kiệt sức. Bạn chỉ việc quan sát những cảm xúc phát sinh trong đầu. Điều gì xảy ra khi đầu óc tiếp nhận hình sắc, âm thanh, mùi vị, vân vân từ các giác quan? Nếu chúng ta thích điều đó, chúng ta cảm thấy khoan khoái. Nếu chúng ta không thích điều đó, chúng ta cảm thấy khó chịu. Chỉ vậy thôi. Cho nên, bạn đi đâu để tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới này? Đâu phải mọi người đều sẽ nói với bạn những điều dễ nghe suốt cuộc đời của bạn. Có chuyện đó không? Nếu không, thì bạn đi đâu bây giờ? Thế giới là như vậy. Chúng ta phải hiểu rõ bản chất của thế giới này. Đức Phật sống trong thế giới này. Ngài đã kinh nghiệm đời sống gia đình, nhưng Ngài nhìn thấy sự giới hạn của nó và buông bỏ nó. Vậy thì các bạn, những người tại gia, làm sao để tu hành? Nếu bạn muốn tu hành, bạn phải đi theo chánh đạo. Nếu bạn kiên trì tu tập, bạn sẽ nhìn thấy sự giới hạn của thế giới này và sẽ có thể buông bỏ. Những người nghiện rượu đôi lúc nói, tôi không làm sao bỏ rượu được. Tại sao họ không thể bỏ rượu? Bởi vì họ chưa nhận thấy cái giá của nó. Nếu bạn không nhìn thấy cái giá của một điều gì đó, bạn không thể nhìn thấy sự lợi ích của việc buông bỏ nó. Sự tu hành của bạn sẽ không có kết quả. Bạn chỉ tu hành cho vui mà thôi. Nhưng nếu bạn thấy rõ hậu quả và lợi ích của một điều gì, bạn sẽ không đợi người khác khuyên bảo bạn. Hãy nghe câu chuyện sau về một thuyền chài vừa tìm thấy một thứ gì đó trong cái bể cá của ông. Ông biết có cái gì ở đó. Ông nghe thấy một thứ gì đang nhảy lạch bạch bên trong, cho rằng đó là một con cá. Ông thò tay vào lưới thì mới biết đó là một con vật khác. Ông chưa nhìn thấy nó nên ông lưỡng lự. Có thể nó là một con lươn, nhưng biết đâu nó cũng có thể là một con rắn. Nếu ông ném nó đi, ông có lẽ sẽ hối tiếc, bởi nó có thể là một con lươn,
Mặt khác, nếu ông nắm lấy nó mà nó lại là một con rắn thì ông có thể bị nó cắn. Ông nghi ngờ, nhưng vì quá ham muốn, ông cứ giữ chặt cái bẫy cá. Thế nhưng khi ông vừa lôi nó ra và nhìn thấy bộ da dằn dện của nó, ông quăng nó ngay lập tức. Ông không cần đợi ai kêu lên, "Con rắn, thả nó đi." Nhìn thấy con rắn là ông biết phải làm gì ngay mà không cần đợi ai bảo. Tại sao? Bởi vì ông nhìn thấy sự nguy hiểm, rắn có thể cắn. Cùng thế ấy, nếu chúng ta tu hành cho đến khi chúng ta thấy rõ bản chất của sự việc, chúng ta sẽ không dính dáng với những điều có hại. Nhưng người ta ít khi thực hành điều này. Họ không suy nghĩ về sự già cả, bệnh hoạn và chết chóc, cho nên họ không bao giờ cảm thấy muốn tu hành. Họ đi nghe thuyết giảng nhưng họ không thực sự lắng nghe. Đôi lúc tôi được mời đi thuyết giảng cho những đoàn thể quan trọng, nhưng họ chỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu. Khi nhìn những người có mặt ở đó, tôi có thể nhận thấy rằng họ không đến để nghe pháp. Có người còn nồng nặc mùi rượu, có người đang hút thuốc, có người thì chuyện ngẫu. Họ không giống những người có niềm tin vào Phật pháp chút nào. Giảng pháp ở những nơi như thế không có ích lợi nhiều. Những người không chú ý lắng nghe sẽ nghĩ, khi nào ông ấy mới ngừng nói đây? Không thể làm điều này, không được làm điều kia, và đầu óc họ nghĩ ngợi lung tung. Có lúc họ còn mời tôi thuyết giảng cho có hình thức, xin Ngài cho chúng tôi một bài pháp ngắn. Họ không muốn tôi nói nhiều, sợ sẽ rầy rà cho họ. Khi tôi vừa nghe có ai nói kiểu này, tôi biết họ đang nghĩ gì. Những người này không thích nghe pháp, giáo pháp quấy rầy họ. Nếu tôi chỉ nói một bài pháp ngắn, họ sẽ chẳng hiểu gì cả. Nếu bạn chỉ ăn một chút, bạn có no được không? Có lúc tôi đang nói chuyện để khơi mào cho một đề tài nào đó, thì một gã say rượu la lên, "Ê, tránh đường, đại đức sắp ra đến rồi." Hắn muốn đuổi tôi đi. Nếu tôi gặp những loại người này, tôi phải suy ngẫm rất nhiều, và tôi hiểu rõ thêm về bản chất của con người. Nó giống như một người có một bình nước đầy mà vẫn xin thêm, đâu còn chỗ để chứa nữa. Châm thêm nước vào bình đó chỉ khiến nước chảy tràn một cách phí phạm. Dạy dỗ những người như vậy chỉ lãng phí thời gian và sức lực, bởi vì đầu óc họ đã đầy ắp rác rưới. Tôi không thể cố gắng cho khi không ai cố gắng nhận. Nếu bình nước của họ còn có chỗ trống, người cho và người nhận mới được lợi ích. Vào thời nay, việc thuyết pháp thường là như vậy và ngày càng tệ hại hơn. Người ta không tìm kiếm chân lý, họ nghiên cứu giáo lý chỉ để tìm thấy những kiến thức cần thiết cho việc sinh nhai, phụng dưỡng gia đình và chăm sóc cho bản thân họ. Họ không thật sự nghiên cứu Phật pháp. Tăng sĩ thời nay có nhiều kiến thức hơn những thế hệ trước rất nhiều. Họ có tất cả những thứ họ cần, họ có đủ thứ tiện nghi, nhưng họ cũng đau khổ và hoang mang nhiều hơn. Tại sao vậy? Bởi vì họ chỉ tìm tòi những thứ kiến thức mà họ có thể dùng để kiếm sống. Ngay cả các tăng sĩ cũng thế. Đôi lúc tôi nghe họ nói, "Tôi đâu phải xuất gia để tu hành, tôi ở đây là để nghiên cứu Phật pháp." Đây là lời của những người không biết tu hành là gì. Họ đang ở ngõ cụt. Khi những tăng sĩ này giảng dạy, họ chỉ nói từ trí nhớ. Họ có thể giảng dạy, nhưng tâm của họ thì ở những nơi khác. Sự giảng dạy như thế không phải là chánh pháp. Thế giới là như vậy đó. Nếu bạn muốn sống bình dị, an ổn để tu hành, họ nói bạn là kỳ quặc và lập dị. Họ nói rằng bạn cản trở sự phát triển của xã hội. Họ còn hù dọa khiến cho bạn sợ hãi. Bạn có thể sẽ tin những gì họ nói và quay lại với lối sống của thế gian, để rồi ngày càng chìm đắm cho đến khi bạn không thể vụt lên nổi. Có người nói, "Tôi không thể thoát ra được, tôi đã lún quá sâu rồi." Xã hội thường là như vậy đó. Ít ai hiểu giá trị của Phật pháp.
Giá trị của Phật Pháp không nằm trong sách vở. Sách vở chỉ là ngoại hình của Phật Pháp. Chúng không phải là sự chứng ngộ Phật Pháp, mà một người kinh nghiệm đạt được qua sự tu hành. Nếu bạn chứng ngộ, bạn nhận biết tâm của mình, bạn nhìn thấy chân lý ở đó. Khi chân lý trở nên rõ ràng, nó phá tan mọi ảo giác. Giáo lý của Đức Phật là một chân lý bất di bất dịch. Đức Phật chứng ngộ chân lý này 2.500 năm trước, và nó vẫn là chân lý cho đến ngày nay. Giáo lý này không thể thêm hay bớt. Đức Phật nói, những gì Như Lai nói ra không được cắt bỏ, và những gì Như Lai không nói thì không được thêm vào. Ngài niêm phong giáo lý của Ngài. Tại sao Đức Phật làm thế? Bởi vì sự giảng dạy này là lời nói của một người không có phiền não. Dầu cho thế giới thay đổi, sự giảng dạy này sẽ không thay đổi. Nếu điều gì đó là sai, nói rằng nó đúng có làm cho nó ít sai hơn không? Nếu điều gì đó là đúng mà người ta nói rằng nó là không đúng, thì điều đó có thay đổi gì không? Nhiều thế hệ đã đi qua, nhưng sự giảng dạy này vẫn không thay đổi, bởi vì nó là chân lý. Vậy thì ai là người tạo ra chân lý này? Chính chân lý tự nó tạo ra chân lý. Có phải Đức Phật đã sáng tạo ra nó không? Không, không phải Ngài. Đức Phật chỉ khám phá ra chân lý, bản chất của sự việc, và rồi Ngài công bố nó. Chân lý luôn luôn đúng. Dầu Đức Phật có xuất hiện nơi thế gian hay không, Đức Phật chỉ thừa nhận Phật Pháp mà thôi. Phật Pháp luôn có ở đó, chỉ là trước kia chưa ai tìm thấy nó. Đức Phật là người đã tìm kiếm và tìm thấy cái chân lý bất tử mà chúng ta gọi là Phật Pháp, và rồi truyền đạt nó. Ngài không sáng tạo ra nó. Tại một thời điểm nào đó, chân lý được giảng giải và sự tu hành theo chánh pháp bắt đầu. Theo thời gian, sự tu hành suy đồi cho đến khi sự giảng giải này phai mờ hoàn toàn. Sự hỗn loạn lại thống trị thế gian. Sau một thời gian, chánh pháp lại được khám phá và hưng thịnh trở lại. Chân lý lại được thiết lập. Và cứ như vậy, hưng thịnh rồi suy vong. Nhưng chân lý thật sự không đi đâu cả. Khi các vị Phật qua đời, chánh pháp không biến mất theo họ. Thế gian xoay dần mãi, nó giống như một cây xoài. Khi cây lớn lên, nó đơm qua kết trái, rồi trái chín. Những trái xoài hư thối rơi xuống, và hạt xoài trở lại đất để trở thành một cây xoài mới. Thế gian cũng vậy, nó chẳng đi đâu xa, mà chỉ xoay dần xung quanh những sự việc cũ. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Hôm nay chúng ta cũng chỉ làm những việc mà chúng ta đã từng làm. Người ta suy nghĩ quá nhiều, có quá nhiều việc lôi cuốn sự chú ý của họ, nhưng không thứ gì đi tới đâu cả. Có những môn khoa học như toán học, vật lý học, tâm lý học, vân vân. Bạn có thể nghiên cứu bất kỳ môn học nào, nhưng bạn chỉ có thể thấu hiểu nó với sự chứng ngộ chân lý mà thôi. Hãy hình dung một cái xe bò. Khi con bò đi, chiếc xe để lại dấu xe phía sau nó. Bánh xe có thể không lớn lắm, nhưng dấu xe có thể sẽ rất dài. Nhìn chiếc xe bò khi nó đứng yên, bạn thấy nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhưng một khi con bò bắt đầu chuyển động, bạn thấy dấu xe kéo dài phía sau bạn. Chừng nào con bò còn bước đi, bánh xe sẽ còn quay. Nhưng một ngày nào đó, con bò sẽ mệt mỏi và không thể kéo xe nữa. Khi con bò rời bỏ chiếc xe, bánh xe sẽ không quay nữa. Sau một thời gian, chiếc xe hư hỏng, các bộ phận của nó trở về tứ đại: đất, nước, gió và lửa. Khi bạn tìm kiếm sự bình an trong thế gian, bánh xe của chiếc xe bò của bạn quay liên tục và dấu bánh xe kéo dài vô tận phía sau bạn. Chừng nào bạn còn chạy theo thế gian, chiếc xe sẽ không ngừng nghỉ. Nhưng nếu bạn chỉ việc dừng lại,
chiếc xe sẽ dừng lại, bánh xe sẽ không quay nữa. Ác nghiệp phát sinh như thế đó. Chừng nào bạn còn đi theo con đường cũ, nghiệp quả sẽ sinh khởi mãi. Nếu bạn dừng lại, nó sẽ ngừng sinh khởi. Đây là sự tu hành của chúng ta. Chương 4. Tâm lớn và nhỏ, từ thân khẩu ý. Đây là giáo lý của Phật. Thời nay, người ta đi khắp nơi để cầu phước báo, và họ thường ghé ngang tu viện Quách Ba Bông này. Nếu họ không ghé ngang trên đường đi, thì họ ghé ngang trên đường trở về. Có người vội vã đến độ tôi không có cơ hội để nhìn hay nói chuyện với họ. Đa số mọi người tìm kiếm phước báo. Tôi không thấy nhiều người muốn tìm cách sửa đổi lối sống sai trái của họ. Họ lo kiếm phước báo đến độ họ không biết họ sẽ để nó ở đâu. Nó cũng giống như việc nhuộm một miếng vải bẩn chưa giặt. Các tăng sĩ giảng dạy thẳng thắn, nhưng có bao nhiêu người thực hành? Phần lớn là bởi vì họ không hiểu. Nếu họ hiểu thì dễ hơn nhiều. Giả sử có một cái lỗ và có một thứ gì ở dưới đáy, nếu có người thò tay vào cái lỗ mà không thể chạm đến đáy, họ nói rằng cái lỗ đó quá sâu. Hàng trăm hàng ngàn người có thể thò tay xuống cái lỗ đó và đều nói rằng cái lỗ quá sâu. Không ai nói rằng cánh tay của họ quá ngắn cả. Sớm muộn rồi, những người tìm kiếm phước báo này sẽ phải bắt đầu tìm cách xa rời những việc làm sai lầm của họ. Nhưng không bao nhiêu người muốn làm thế. Giáo lý của Đức Phật quá ngắn gọn, thế mà đa số người cứ lờ đi, giống như cách họ ghé qua Quán Ba Bồ. Đối với đa số người, Phật pháp là như vậy đó, là chỗ để đổ lại một chút. Chỉ có vài hàng chữ thôi, không có gì phức tạp cả. Thứ nhất là tránh làm mọi việc ác. Đó là giáo lý của Phật. Đây là cốt tủy của Phật pháp, nhưng người ta cứ lờ đi, bởi họ không muốn điều này. Buông bỏ mọi điều ác lớn và nhỏ, từ thân khẩu ý. Đây là giáo lý của Phật. Nếu muốn nhuộm một mảnh vải, chúng ta cần giặt nó sạch trước. Nhưng nhiều người không làm như vậy. Họ không xem xét miếng vải trước, mà chỉ việc nhúng nó ngay vào thao thuốc nhuộm. Nếu miếng vải dơ bẩn, nhuộm màu chỉ khiến cho nó xấu xí hơn. Thử nghĩ đi, nhuộm một cái vải cũ bẩn thỉu có làm cho nó đẹp hơn không? Bạn thấy không, đây là cách mà Phật pháp được giảng dạy. Nhưng đa số con người cứ lờ đi. Họ muốn làm việc thiện, nhưng không muốn buông bỏ thói quen xấu của họ. Cũng giống như nói là cái lỗ quá sâu, trong khi đó là bởi vì cánh tay quá ngắn. Chúng ta phải quay lại với chính mình. Với sự giảng dạy này, bạn phải bước lùi lại và nhìn vào chính mình. Đôi lúc người kiếm phước báo đi đầy cả một chuyến xe buýt. Đôi lúc họ còn cãi giả nhau trên xe, hay uống rượu say mềm. Nếu bạn hỏi họ đi đâu, thì họ bảo là họ đi kiếm phước báo. Họ muốn phước báo, nhưng họ không buông bỏ điều ác. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm được phước báo bằng cách đó. Con người là như thế. Bạn phải nhìn vào chính mình, nhìn thật kỹ. Đức Phật dạy về sự chánh niệm và sự nhận biết chính mình trong mọi tình huống. Điều ác phát sinh từ thân, khẩu ý. Nguồn gốc của mọi điều thiện và điều ác nằm trong hành động, lời nói và tư tưởng. Đây là nơi bạn cần phải nhìn, ngay nơi đây. Nhìn xem hành vi của bạn có sai trái hay không. Người ta không thật sự nhìn vào những thứ này. Giống như một người đang rửa chén, với vẻ mặt cao có giận dữ, bà ta quá chú tâm vào việc chùi sạch chén bát mà không nhận biết sự dơ bẩn trong tâm của chính mình. Bà ta đang nhìn quá xa, không phải sao? Người ta tập trung hết sức vào việc chùi rửa chén bát đến độ họ cho phép tâm của mình dơ bẩn. Như vậy là không tốt, họ quên mất chính mình. Bởi vì không thấy chính họ, con người có thể làm đủ thứ điều xấu. Khi người ta dự định là một điều gì xấu, họ nhìn quanh xem có ai thấy họ không. Mẹ mình có thấy không nhỉ? Còn chồng mình, con mình, vợ mình, họ đang sỉ nhục chính mình. Họ nghĩ rằng không ai nhìn thấy, nên họ nhanh chóng hoàn tất ý đồ của họ trước khi có người nhìn thấy.
Nhưng còn chính họ thì sao? Họ không phải là một người nào đó sao? Bạn thấy không? Bởi vì họ quên chính mình như thế, nên con người không bao giờ biết được điều gì là thật sự quan trọng. Họ không biết được chánh pháp. Nếu bạn nhìn vào chính mình, bạn sẽ thấy chính mình. Bất cứ khi nào bạn sắp làm một điều ác, nếu bạn nhìn thấy chính mình đúng lúc, bạn có thể ngừng lại. Nếu bạn muốn làm một điều thiện, hãy nhìn vào chính mình. Nếu bạn biết cách nhìn vào chính mình, bạn sẽ biết phân biệt giữa điều thiện và điều ác, cái lợi và cái hại, đức hạnh và nết xấu. Nếu tôi không nói về những điều này, bạn sẽ không biết về chúng. Tâm bạn sẽ chứa đầy lòng tham và ảo tưởng, nhưng bạn vẫn không biết. Bạn sẽ không biết điều gì cả nếu bạn cứ nhìn ở bên ngoài. Đó là vấn đề với những người không nhìn vào chính mình. Nhìn vào bên trong, bạn sẽ thấy điều thiện và điều ác. Nhìn thấy sự thiện lành, chúng ta có thể nhớ mà làm theo như vậy. Buông bỏ điều ác, thực hành điều thiện, đây là cốt tủy của Phật Pháp. Thân, khẩu, ý không làm bất cứ điều ác nào. Đó là chánh pháp, là sự tu hành đúng đắn, là giáo lý của Đức Phật. Rồi miếng vải của chúng ta sẽ sạch sẽ, và rồi chúng ta sẽ có được tất cả sự thiện lành và đức hạnh. Nếu tâm đã thiện lành và đức hạnh, chúng ta không phải đáp xe buýt đi khắp nơi để tìm kiếm phước báo. Ngay cả ngồi ở nhà, chúng ta cũng có thể đạt được phước báo. Nhưng đa số người cứ đi khắp nơi để kiếm phước báo mà không buông bỏ thói ác của họ. Họ trở về nhà tay không, và rồi họ lại chùi rửa chén bát với vẻ cau có, bực bội. Nhìn vào bên trong là điều mà người ta không muốn làm, cho nên họ cách xa phước báo rất nhiều. Dù chúng ta có biết tất cả những điều này, nhưng nếu chúng ta không thực sự biết nó từ bên trong, Phật Pháp không đi vào tâm của chúng ta. Nếu tâm chúng ta thiện lành và đức hạnh, nó sẽ hạnh phúc, có một nụ cười trong tâm chúng ta. Nhưng phần lớn chúng ta không có thời giờ để mỉm cười. Chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười khi cuộc đời trôi chảy. Đối với đa số người, hạnh phúc là khi sự việc diễn tiến theo cách họ muốn, là khi mà mọi người trên thế giới chỉ nói những điều tốt đẹp với họ. Nếu đây là điều bạn muốn, làm sao bạn có thể sống hạnh phúc? Làm sao chúng ta có thể khiến cho người khác chỉ nói những gì chúng ta thích nghe mỗi ngày? Có thể nào không? Ngay cả con cái của bạn, chúng có bao giờ nói điều gì làm phật lòng bạn không? Bạn có bao giờ làm cha mẹ mình nổi giận không? Không chỉ người khác, mà ngay chính đầu óc của chúng ta có thể khiến cho chúng ta bực tức. Đôi lúc chúng ta nghĩ đến những chuyện buồn. Bạn có thể làm gì được chứ? Bạn có thể đang đi và bỗng nhiên vấp té. Ấy da, đau quá. Vấn đề là gì thế? Ai làm ai trượt té vậy? Bạn đổ lỗi cho ai đây? Nó là lỗi của bạn. Ngay cả đầu óc của chúng ta cũng có thể làm phiền chúng ta. Đôi lúc chúng ta làm những việc mà ngay cả chúng ta cũng không thích. Nhiều lắm là bạn la lên, đồ chó. Đâu có ai khác để trách mắng. Chúng ta phải dựa vào Phật Pháp để tìm hạnh phúc, bất kể đó là gì, bất kể điều gì đó là đúng hay sai. Đừng bám chặt một cách mù quáng vào đó. Chỉ việc nhận biết nó và rồi buông bỏ nó. Khi tâm thanh thản, bạn có thể mỉm cười. Giây phút mà bạn bực tức một điều gì, tâm rối ren, và rồi không còn gì là tốt nữa cả. Một khi dứt sạch các phiền não, tâm sẽ không còn lo âu, chỉ có sự bình an, thiện lành và đức hạnh. Khi tâm chiếu diệu và không còn điều ác, nó thanh thản, tâm tĩnh lặng và bình an là thành quả lớn lao nhất của con người. Trong Phật Pháp, phước báo là buông bỏ điều ác. Khi không còn điều ác, tâm không còn chỗ cho bất kỳ sự lo lắng nào. Khi không còn lo lắng, tâm sẽ tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng là tâm thanh tịnh, không còn một tư tưởng oán giận nào nữa. Làm sao để cho tâm trong sáng? Chỉ bằng cách nhận biết nó. Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ: hôm nay tôi cảm thấy rất bực bội, điều gì cũng làm cho tôi khó chịu, ngay cả mấy cái đĩa trong tủ chén bát. Có thể bạn cảm thấy như muốn đập chúng bể nát. Bất cứ thứ gì trước mắt bạn đều khiến bạn bực bội. Gà, vịt, chó, mèo, bạn ghét tất cả. Bất cứ điều gì chồng bạn nói
đều khiến bạn bực tức. Ngay cả khi nhìn vào tâm chính mình, bạn cũng thấy bất mãn. Bạn phải làm gì trong trường hợp như thế? Cảm giác đau khổ từ đâu đến vậy? Điều này được gọi là không có phước báo. Hiện nay tại Thái Lan, người ta tin rằng khi một người chết, phước báo của họ mất theo. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Có rất nhiều người còn sống mà đã hết phước báo rồi. Đi trên những chuyến xe kiếm phước báo này cũng giống như xây cất một căn nhà xinh đẹp mà không chuẩn bị nền móng cho tốt trước. Không bao lâu căn nhà sụp đổ, bạn phải làm lại từ đầu với một phương pháp khác. Bạn phải nhìn vào chính mình, nhìn vào những tật hư thối xấu nơi thân, khẩu, ý của bạn. Còn nơi nào khác để bạn tu hành nữa chứ? Con người đi lạc hướng, họ muốn tu hành chánh pháp ở một nơi thật bình an, trong rừng tại Wat Pa Bong. Nhưng Wat Pa Bong có bình an không? Không, không thật sự bình an đâu. Nơi thật sự bình an là trong căn nhà của chính bạn. Nếu bạn có trí huệ, ở bất cứ nơi nào bạn cũng đều cảm thấy tự tại. Thế giới vô sự cả. Cây cối trong rừng đều vô sự, cây cao, cây thấp, cây rỗng ruột, đủ thứ. Chúng chỉ là vậy thôi. Nhưng chúng ta không nhận biết bản chất thật của chúng mới có ý kiến này đó. Cây này quá thấp, cây này rỗng ruột. Những cây đó chỉ giản dị là cây cối thôi. Chúng tốt hơn chúng ta. Hãy để cây cối dạy dỗ cho bạn. Bạn học được điều gì từ chúng không? Bạn nên cố học ít nhất một điều từ chúng. Có quá nhiều cây, tất cả đều có một điều gì đó để dạy dỗ bạn. Phật pháp hiện hữu ở khắp mọi nơi, trong khắp cả thiên nhiên. Bạn nên biết điều này. Đừng ở đó than phiền là cái lỗ quá sâu. Hãy nhìn lại cánh tay của bạn đi. Nếu bạn nhìn thấy điều này, bạn sẽ hạnh phúc. Nếu bạn kiếm được phước báo hay giữ được giới hạnh, hãy để nó trong tâm bạn. Đó là nơi tốt nhất để bảo tồn nó. Kiếm phước báo theo cách bạn làm hôm nay cũng được, nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Đóng góp vào quỹ xây cất tu viện cũng có phước báo, nhưng đó cũng không phải là điều tốt nhất. Làm cho tâm của bạn thiện lành là điều tốt nhất. Bằng cách đó, bạn sẽ tìm thấy sự thiện lành bất kỳ bạn đến đây hay ở nhà. Hãy tìm thấy sự ưu việt này trong tâm của bạn. Những cấu trúc bên ngoài như chánh điện này chỉ là cái vỏ cây, chúng không phải là lõi cây. Nếu bạn có trí huệ, bất cứ ở đâu bạn cũng đều nhìn thấy Phật pháp. Nếu bạn thiếu trí huệ thì ngay cả những điều tốt cũng trở thành xấu. Sự xấu này từ đâu đến vậy? Từ trong tâm của chúng ta. Hãy thử xem tâm này thay đổi ra sao. Vợ chồng đang chung sống vui vẻ, họ có thể chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Nhưng có một ngày, khi họ bực tức, bất cứ điều gì người hôn phối của mình nói ra cũng đều khiến mình khó chịu. Tâm trở nên xấu đi, nó lại thay đổi. Cho nên để có thể buông bỏ điều ác và trao dồi điều thiện, bạn không cần phải tìm kiếm ở một nơi nào khác. Nếu tâm của bạn trở nên xấu, đừng nhìn vào những người khác, chỉ nhìn vào chính tâm của mình và tìm xem những tư tưởng này từ đâu đến. Tại sao đầu óc nghĩ những thứ như thế? Hãy biết rằng tất cả mọi thứ đều tạm bợ. Tình yêu tạm bợ, sự thù ghét cũng tạm bợ. Bạn có thương yêu con cái của mình không? Dĩ nhiên là có. Bạn có bao giờ ghét chúng không? Tôi sẽ trả lời điều đó cho bạn luôn. Bạn có lúc tức giận chúng, phải không? Bạn không thể quẳng chúng đi, phải không? Tại sao không? Con cái không giống như những viên đạn. Đạn thì bắn ra ngoài, nhưng con cái bắn ngay vào tim của cha mẹ. Nếu con cái ngoan hiền, cha mẹ nhận lấy sự ngoan hiền đó. Nếu con cái hư đốn, cha mẹ cũng nhận lấy sự hư đốn đó. Bạn có thể cho rằng con cái là nghiệp quả của bạn. Có nghiệp tốt mà cũng có nghiệp xấu. Cả hai thứ tốt và xấu đều ở đó, nơi con cái của bạn. Nhưng ngay cả những đứa xấu cũng quý giá. Có thể một đứa sinh ra đã bại liệt hay tật nguyền, và bạn càng thương yêu nó hơn những đứa khác. Mỗi khi đi vắng nhà, dầu chỉ một lúc, bạn phải để lại lời nhắn nhủ
nhớ chăm sóc cho đứa út nhé, nó yếu ớt lắm. Bạn thương nó hơn cả những đứa con khác. Con cái là nghiệp quả của bạn, chúng thích hợp với người chủ của chúng. Chúng là nghiệp chướng của bạn, nên bạn phải có bổn phận đối với chúng. Nếu chúng thật sự làm cho bạn đau khổ, hãy tự nhắc nhở mình, đó là nghiệp quả của mình. Nếu chúng làm bạn vui vẻ, hãy tự nhắc nhở mình, đó là nghiệp quả của mình. Đôi lúc đời sống gia đình căng thẳng đến độ bạn muốn trốn chạy đi nơi khác. Có khi tệ đến nỗi có người còn nghĩ đến việc treo cổ tự vẫn. Nó là nghiệp chướng. Chúng ta phải chấp nhận sự thật, đừng làm những điều dại dột, rồi bạn sẽ có thể nhìn thấy chính mình rõ ràng hơn mỗi ngày. Đây là lý do tại sao bạn cần tập quán xét sự việc. Khi hành thiền, bạn có thể sử dụng một đối tượng như chữ Buddha hay một câu nói khác. Chẳng hạn, mỗi khi bạn cảm thấy bức rứt, mỗi khi đầu óc nghĩ ngợi lung tung, chỉ việc nói, thì sao chứ? Khi bạn cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ việc nói, thì sao chứ? Cảm giác này đâu có chắc chắn. Nếu bạn yêu một người nào, chỉ việc nói, thì sao chứ? Khi bạn cảm thấy muốn tức giận, chỉ việc nói, thì sao chứ? Bạn có hiểu không? Bạn không phải nghiên cứu tam tạng kinh điển để biết phải làm sao. Chỉ việc nói thì sao chứ? Điều này có nghĩa là nó chỉ tạm bợ thôi. Tình yêu tạm bợ, sự thù ghét cũng tạm bợ, điều thiện cũng tạm bợ, sự ác cũng tạm bợ. Làm sao chúng có thể thường hằng được? Có sự thường hằng vĩnh cửu nào ở trong chúng không? Phút này thì yêu thương, phút sau thì thù ghét. Là như thế đó. Đó là tại sao tôi nói rằng mỗi khi tình thương phát sinh, chỉ việc nói với nó thì sao chứ? Nó sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian. Bạn không phải nói vô thường, khổ, vô ngã. Nếu bạn không muốn một thiền án dài dòng với việc sử dụng câu nói giản dị này, nếu tình yêu phát sinh trước khi bạn chìm đắm trong đó, hãy tự nhủ thì sao chứ? Thế là đủ. Mọi thứ đều vô thường. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi là nhìn thấy cốt tủy của Phật Pháp. Bây giờ nếu mọi người nói thì sao chứ? Thường xuyên hơn và huấn luyện chính mình theo cách này thì mọi ràng buộc sẽ tiêu tan dần. Con người sẽ không dính mắc vào sự yêu thương hay thù ghét. Họ không bám víu vào việc gì nữa. Họ sẽ đặt niềm tin của mình vào chân lý, không vào những thứ khác. Chỉ biết bấy nhiêu là đủ rồi, bạn còn muốn biết gì khác nữa? Sau khi nghe Pháp, hãy ráng nhớ những lời giảng dạy. Bạn nên nhớ điều gì? Thiền định, có hiểu không? Nếu bạn hiểu và tin tưởng vào Phật Pháp, đầu óc sẽ ngừng quấy nhiễu bạn. Nếu tâm cảm thấy tức giận, chỉ việc nói, thì sao chứ? Nó là vô thường và thế là đủ. Nó ngừng ngay tại đó. Nếu bạn vẫn chưa hiểu, hãy suy ngẫm thêm một chút. Chương 5. Lục căn cội nguồn. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm, nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Chúng ta quyết định tu hành theo Phật Pháp để mong đạt được tâm bình an. Nhưng sự bình an chân thật là gì? Sự bình an chân thật, Đức Phật nói, không ở đâu xa xôi, nó ở ngay bên trong chúng ta, chỉ là chúng ta không nhận ra nó mà thôi. Ai cũng mong tìm được sự bình an, nhưng chỉ thấy toàn là sự kích động và hỗn loạn. Họ không tin vào chính mình và chưa thỏa mãn với sự tu hành của mình. Nó tương tự như khi chúng ta rời khỏi nhà, đi hết nơi này đến nơi kia, nhưng chừng nào chúng ta chưa về lại nhà, chúng ta sẽ không thấy thỏa mãn. Chúng ta vẫn còn công việc để làm. Đó là bởi vì hành trình của chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta chưa đạt đến mục tiêu của mình. Ai cũng muốn được bình an. Khi tôi còn trẻ, tôi tìm kiếm nó khắp nơi, nhưng đến đâu tôi cũng không thỏa mãn. Tôi lang thang trong rừng, viếng thăm nhiều vị thầy, đi nghe nhiều buổi thuyết pháp, nhưng ở đâu tôi cũng không thấy thỏa mãn. Tại sao vậy? Chúng ta tìm kiếm sự bình an ở những nơi có rất ít cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, tin rằng sống yên tĩnh như thế sẽ dẫn tới sự mãn túc.
Nhưng sự thật thì nếu chúng ta sống quá yên lặng ở những nơi mà không có gì xảy ra cả, trí huệ làm sao có thể phát sinh? Chúng ta có cảm nhận được một điều gì không? Thử nghĩ đi, điều gì sẽ xảy ra nếu mắt không nhìn thấy cảnh sắc, mũi không ngửi được gì, lưỡi không nếm được vị nào, thân thể không có cảm xúc? Sống như thế là sống như một người đuôi và điếc, một người mà mũi và lưỡi đã sức mất và thân thể hoàn toàn tê liệt, còn có gì ở đó nữa không? Vậy mà nhiều người nghĩ rằng nếu họ đi đến một nơi không có gì xảy ra, họ sẽ tìm được sự bình an. Khi mới xuất gia, tôi ngồi thiền và cảm thấy nhiều tiếng động quấy nhiễu mình. Tôi nghĩ, làm sao để cho tâm được bình an đây? Thế là tôi lấy sáp ong nhét vào hai lỗ tai để tôi không thể nghe gì nữa. Tôi nghĩ rằng như thế là bình an rồi. Nhưng không, tất cả những tư tưởng và sự hỗn mang không đến từ lỗ tai, chúng đến từ trong tâm của tôi. Đó mới là nơi để tìm kiếm sự bình an. Cho nên, dầu là ở đâu, bạn cũng không muốn làm điều gì cả, bởi vì bạn cho rằng những việc đó chỉ quấy nhiễu sự tu hành của bạn. Bạn không muốn quét sân hay làm những việc như vậy, bạn chỉ muốn ngồi yên và tìm sự bình an theo kiểu đó. Vị thầy yêu cầu bạn giúp đỡ trong công việc hàng ngày, nhưng bạn chỉ làm cho chiếu lệ, bởi vì bạn cho rằng đó là những chuyện bên ngoài. Một trong các đệ tử của tôi rất muốn buông bỏ và tìm sự bình an. Tôi từng giảng dạy về sự buông bỏ, nên anh ta nghĩ rằng bằng cách buông bỏ tất cả, anh sẽ được bình an. Ngay ngày đầu tiên đến đây, anh từ chối làm bất cứ công việc gì. Ngay cả khi gió thổi bay mất nửa cái mái chòi của mình, anh cũng không làm gì cả. Anh nói rằng đó chỉ là chuyện bên ngoài, thế là anh không bận tâm sửa chữa nó. Khi nắng chiếu, anh dời qua, khi mưa rơi, anh dời lại. Công việc duy nhất của anh là tìm kiếm sự bình an, những việc khác không đáng để bận tâm. Một hôm tôi đi ngang qua chòi của anh, nhìn thấy mái nhà sụp đổ. Ủa, chòi của ai vậy? Tôi hỏi. Khi biết đó là chòi của anh ta, tôi mới nói chuyện với anh, giải thích nhiều việc. Chẳng hạn như bổn phận của tăng sĩ đối với chỗ trú ẩn của mình. Chúng ta phải có một nơi trú ẩn và chúng ta phải chăm sóc cho nó. Buông bỏ không phải giống như vậy, nó không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm của mình. Đó là hành vi của một người ngu. Khi trời mưa, anh dời qua phía bên này cái chòi, rồi khi trời nắng chói chang, anh dời trở lại phía bên kia. Tại sao vậy? Tại sao anh không quan tâm gì cả thế? Tôi giảng giải cho anh ta một hồi lâu. Khi tôi nói xong, anh ta nói: Ồ, tôi thật không hiểu. Lúc thì ngài dạy tôi buông bỏ, lúc thì ngài bảo tôi bám víu. Tôi không biết phải làm gì đây. Ngay cả khi mái nhà sụp đổ và tôi đã buông bỏ đến mức độ này, ngài vẫn cho rằng làm như thế là không đúng. Tôi thật không biết phải làm gì mới là đúng. Có những người như vậy đó, họ ngu đến như thế. Các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm đều là những thứ có thể giúp bạn phát sinh trí huệ, nếu chúng ta hiểu biết bản chất của chúng. Nếu chúng ta không thật sự hiểu biết chúng, chúng ta phải từ chối chúng, nói rằng chúng ta không muốn thấy, muốn nghe, vân vân, bởi vì chúng quấy nhiễu chúng ta. Nếu chúng ta dứt tuyệt những điều này, thì chúng ta lấy gì để mà quán chiếu? Đây là tại sao chúng ta cần phải thu thúc lục căn. Kiềm thúc là giới. Có giới luật về sự kiềm thúc lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Những thứ này là giới luật, và chúng là sự thiền định của chúng ta. Hãy suy ngẫm câu chuyện sau đây về Xá Lợi Phất. Có một lần, trước khi thọ giới tỳ kheo, ông nhìn thấy một vị sa môn đang đi khất thực và suy nghĩ. Vị tăng này rất khác thường. Ông không đi quá nhanh hay quá chậm, áo choàng thì rất cũ, nhưng phong thái thì thu thúc.
Xá Lợi Phất cảm thấy thích vị tăng đó nên tiến đến gần, cung kính chào và hỏi: "Thưa ngài, ngài là ai?" "Tôi là một sa môn." "Thầy của ngài là ai vậy?" "Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của tôi." "Đức Thích Ca Mâu Ni dạy điều gì thế?" "Ngài dạy rằng tất cả các pháp sinh khởi đều do nhân duyên, khi chúng ngừng đó là vì nhân duyên ngừng." Khi Xá Lợi Phất hỏi về Phật pháp, vị sa môn cho ông một bài pháp ngắn về lý nhân quả. Các pháp sinh khởi bởi vì có nguyên nhân, nhân đến trước và quả theo sau. Nếu muốn ngừng quả, nhân phải ngừng trước. Đó là tất cả những gì ông nói. Nhưng như thế là đủ đối với Xá Lợi Phất rồi. Đây là nguyên nhân cho sự phát sinh của pháp. Vào lúc đó, Xá Lợi Phất có đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Lục căn của ông đều nguyên vẹn. Nếu không có lục căn đó, liệu ông có đủ nhân duyên để trí huệ phát sinh không? Liệu ông có chứng ngộ được điều gì không? Nhưng đa số chúng ta sợ tiếp xúc, hoặc là chúng ta thích tiếp xúc nhưng chúng ta không đạt được chút trí huệ nào từ đó cả. Thay vì vậy, chúng ta tiếp tục chạy theo lục căn, ham thích lục trần và chìm đắm trong đó. Lục căn có thể mang đến cho chúng ta sự khoái lạc và mê đắm, nhưng chúng cũng có thể dẫn tới sự hiểu biết và trí huệ. Cho nên chúng ta nên sử dụng mọi thứ để tu tập, ngay cả những điều xấu. Khi chúng ta nói về sự tu hành, chúng ta không chỉ đề cập đến những điều thiện lành và tốt đẹp. Không phải vậy. Trong thế giới này, có thứ chúng ta thích, có thứ chúng ta không thích. Thường thì những gì chúng ta thích, chúng ta muốn có, ngay cả với những người xuất gia. Bất cứ vị tăng nào chúng ta không thích, chúng ta không muốn liên hệ với ông, chúng ta chỉ muốn tiếp xúc với những người mình thích. Thấy không? Đây là sự chọn lựa dựa vào sự ưa thích của chúng ta. Thường thì bất cứ những gì chúng ta không thích, chúng ta không muốn thấy hay biết đến chúng. Nhưng Đức Phật muốn chúng ta kinh nghiệm những điều này. Hãy nhìn vào thế gian và nhận biết nó rõ ràng. Nếu chúng ta không biết rõ bản chất của thế gian, chúng ta không đi đến đâu cả. Sống trong thế gian, chúng ta phải hiểu thế gian. Những thánh nhân khai ngộ trong quá khứ, bao gồm Đức Phật, đều sống với những thứ này. Họ sống trong thế giới này giữa những người vô minh và chứng ngộ chân lý ngay nơi đây, không nơi nào khác. Nhưng họ có trí huệ, họ đã kìm lục căn của họ. Kiềm thúc không có nghĩa là chúng ta không thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc hay suy nghĩ gì cả. Nếu hành giả không biết điều này, thì ngay khi họ vừa nhìn thấy hay nghe một điều gì, họ sẽ chạy như bay đi nơi khác, cho rằng làm như thế, trần cảnh sẽ mất dần lực lượng đối với họ, để rồi cuối cùng họ sẽ vượt lên khỏi nó. Nhưng họ sẽ không đi đâu cả. Họ sẽ không vượt lên một thứ gì cả bằng cách đó. Nếu họ chạy đi nơi khác mà không hiểu bản chất của nó, thì sớm muộn rồi nó cũng sẽ quay lại, và họ sẽ phải đối diện với nó lần nữa. Chẳng hạn, có những hành giả không bao giờ hài lòng, dù họ ở tại tu viện, trong rừng hay trên núi. Họ đi lang thang, nhìn qua nhìn lại, cho rằng họ sẽ tìm thấy sự mãn túc bằng cách đó. Họ lên đến đỉnh núi và reo lên: "À, đây rồi, ta đã tìm được rồi." Họ sống bình an được vài ngày và rồi cảm thấy chán. Hay là mình thử ra bờ biển: "Ồ, ở đây mát mẻ, thoải mái quá. Chỗ này thích hợp với mình hơn." Sau một lúc họ lại chán. Chán rừng, chán núi, chán biển, chán hết mọi thứ. Đây không phải là sự chán ngán thế gian theo đúng nghĩa, cái mà nhà Phật gọi là chánh kiến. Nó chỉ là sự buồn chán, một quan niệm sai lầm. Khi họ trở lại tu viện: "Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình đã đi khắp nơi và trở lại với tay không.
Thế rồi họ quăng bỏ y bát vào hoàng tục. Tại sao họ hoàng tục? Bởi vì họ không hiểu ý nghĩa của sự tu hành. Họ không thấy còn có gì để làm nữa. Họ lên bắc xuống nam, lên núi xuống biển mà vẫn không liễu ngộ điều gì cả. Vậy là xong, họ chết. Đó là bởi vì họ cứ tìm cách trốn tránh mọi thứ, trí huệ không phát sinh. Sau đây là một thí dụ khác. Giả sử có một nhà sư quyết định chấp nhận thực tại thay vì trốn chạy. Ông tự lo cho mình, ông biết chính mình và những người khác. Ông không ngừng đối phó với những vấn đề. Giả sử ông là vị sư trụ trì. Một vị trụ trì phải đương đầu với hàng trăm công việc liên tục đòi hỏi sự chú ý của ông. Người ta không hỏi bạn điều này thì hỏi bạn điều kia, cho nên bạn phải luôn tỉnh táo, luôn cảnh giác. Trước khi bạn có thì giờ để chợp mắt ngủ, chúng đã đánh thức bạn với một vấn đề khác. Tình trạng này khiến bạn phải xem xét và hiểu biết sự việc. Bạn trở nên tinh xảo hơn đối với chính mình và những người khác trong nhiều phương diện. Sự tinh xảo này phát sinh từ sự tiếp cận, từ sự đương đầu và đối phó với sự việc, không phải từ sự lẩn tránh chúng. Chúng ta không trốn chạy vấn đề với thân thể của mình, nhưng chúng ta trốn chạy trong tâm bằng cách sử dụng trí huệ của mình. Chúng ta hiểu biết với trí huệ ngay tại đây. Chúng ta không trốn chạy bất cứ một điều gì cả. Đây là nguồn gốc của trí huệ. Bạn phải làm việc, phải liên hệ với những thứ khác. Ví dụ, sống trong một tu viện lớn, chúng ta phải cùng làm việc để chăm sóc mọi thứ trong ngoài. Bạn có thể nói rằng tất cả những thứ này là phiền não. Sống với nhiều tăng ni và với nhiều người tại gia lui tới mỗi ngày có thể phát sinh nhiều phiền não. Nhưng chúng ta phải sống như thế để có thể phát triển trí huệ và từ bỏ vô minh. Chúng ta muốn gì chứ? Chúng ta sống là để xóa tan sự vô minh hay để tăng trưởng chúng? Chúng ta phải quán xét mỗi khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm tiếp xúc với trần cảnh, chúng ta phải bình tĩnh và cảnh giác. Khi sự đau khổ phát sinh, ai là người đau khổ? Tại sao sự đau khổ này phát sinh? Vị trụ trì một tu viện phải chăm sóc nhiều đệ tử, điều này có thể gây ra nhiều đau khổ. Nếu chúng ta sợ đau khổ và không muốn đối diện chúng, chúng ta đi đâu để tranh đấu với chúng? Nếu đau khổ phát sinh và chúng ta không biết, làm sao chúng ta đối phó với chúng? Thoát ly khổ đau có nghĩa là biết cách thoát khỏi khổ đau, chứ không có nghĩa là trốn chạy mỗi khi sự đau khổ phát sinh. Làm như thế chỉ mang sự đau khổ đi theo bạn mà thôi. Nếu bạn muốn nhận biết khổ đau, bạn phải nhìn vào tình trạng hiện tại. Vấn đề nảy sinh ở nơi nào thì phải được hóa giải ở ngay tại nơi đó. Nơi nào có khổ đau, nơi đó phát sinh sự chấm dứt khổ đau. Khổ đau phải chấm dứt tại nơi nó phát sinh. Bạn phải giải quyết vấn đề tại nơi đó. Kẻ trốn tránh khổ đau vì sợ hãi là kẻ khờ dại nhất thế gian. Họ chỉ làm cho sự vô minh của mình sâu dày thêm mà thôi. Đau khổ là chân lý đầu tiên của Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế bao gồm chân lý về sự khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về sự diệt khổ và chân lý về con đường để diệt khổ. Đừng xem sự đau khổ như là một điều gì ghê tởm xấu xa. Trốn tránh khổ đau là không tu hành theo chánh pháp. Đức Phật dạy chúng ta cách trốn tránh có trí huệ. Chẳng hạn, giả sử bạn đạp một cái gai và cảm thấy rất đau. Bạn sờ quanh chỗ đau nhưng không tìm thấy gì, nên bạn nhún vai và bước đi tiếp. Một lúc sau, bạn lại đạp lên một thứ gì khác và lại cảm thấy đau. Điều này cứ lặp lại mãi. Nguyên nhân của sự đau đó là gì? Đó là cái gai mắc kẹt trong bàn chân bạn. Sự đau đớn này luôn kề cận một bên. Mỗi khi sự đau đớn phát sinh, bạn nhìn lại bàn chân và sờ quanh một chút,
nhưng không tìm thấy cái gai nên bạn lại thôi. Một lúc sau nó lại đau và bạn lại nhìn lần nữa. Khi đau khổ phát sinh, bạn phải lưu ý đừng làm ngơ. Mỗi khi thấy đau, bạn lại tự nhắc mình, cái gai vẫn còn ở đó. Mỗi khi bạn thấy đau, cái ý tưởng muốn dứt bỏ cái gai cũng phát sinh. Nếu bạn không lấy nó ra, bạn sẽ tiếp tục bị đau. Sự đau đớn sẽ cứ quay trở lại mãi, cho đến khi ý muốn loại bỏ cái gai chiếm cứ toàn bộ tâm trí của bạn. Và rồi sẽ có một lúc bạn không chịu nổi nữa và quyết định lấy cho được cái gai đó ra ngoài, bởi vì nó nhức quá. Nỗ lực tu hành của chúng ta cũng phải giống như thế. Nơi nào có khổ đau, nơi đó có sự xung đột, và chúng ta phải xem xét. Hãy thẳng thắn đối diện với vấn đề, lấy cái gai ra khỏi bàn chân của bạn, chỉ việc lôi nó ra. Bạn phải biết tâm của mình bị kẹt ở chỗ nào. Khi bạn xem xét vấn đề của mình, bạn sẽ biết nó, thấy nó và kinh nghiệm được bản chất thật của nó. Tuy nhiên, bạn phải kiên định và tinh tấn trong sự tu hành. Mỗi khi một cảm giác khó chịu phát sinh nơi bàn chân của bạn, chẳng hạn, bạn phải tự nhắc nhở mình lấy cái gai đó ra. Bạn không từ bỏ quyết tâm của mình. Cùng thế ấy, khi đau khổ phát sinh trong tâm, chúng ta phải quyết tâm dứt sạch tận gốc rễ mọi phiền não. Đây là một quyết tâm kiên định và không ngừng nghỉ. Cuối cùng, mọi phiền não sẽ rơi vào tay của chúng ta và chúng ta có thể kết liễu chúng. Cho nên, chúng ta làm gì với sự hạnh phúc và khổ đau? Tất cả các pháp sinh khởi bởi do nhân duyên. Khi quả ngừng, đó là vì nhân đã ngừng. Nếu chúng ta không bám víu hay dính mắc vào một điều gì đó, thì cũng như rằng điều đó không hề tồn tại. Nếu có sự hiện hữu thì phải có sự phát sinh. Sự dính mắc hay ràng buộc là điều kiện tiên quyết để đưa đến sự khổ. Mỗi khi sự khổ phát sinh, hãy xem xét nó. Xem xét giây phút hiện tại, xem xét chính thân và tâm của bạn. Khi hạnh phúc phát sinh, đâu là nguyên nhân của niềm hạnh phúc đó? Hãy nhìn vào nơi đó. Bất cứ nơi nào những thứ này phát sinh, hãy cảnh giác. Cả hạnh phúc lẫn khổ đau phát sinh từ sự dính mắc. Những hành giả thuở xưa xem xét tâm của mình như sau: chỉ có sự sinh khởi và tàn lụi, không có một thực thể thường hằng. Họ suy ngẫm từ mọi khía cạnh và nhận thấy rằng không có gì nhiều với cái tâm này của họ, không có gì kiên định. Chỉ có sinh và diệt, diệt rồi sinh, không có gì có tính cách lâu dài. Trong khi đi hay ngồi, họ nhận biết sự việc như thế đó. Nhìn nơi đâu, họ cũng chỉ thấy có khổ đau, chỉ vậy thôi. Như thể một cục sắt lớn vừa được nung nóng trong lò lửa, toàn thể cục sắt đều nóng. Nếu bạn chạm nó ở phía trên hay phía dưới, nó cũng đều nóng. Chạm vào bốn phía, phía nào nó cũng nóng, khắp chỗ đều nóng, không có một nơi nào trên cục sắt là mát mẻ cả. Nếu chúng ta không suy ngẫm về những điều này, chúng ta không biết gì về chúng cả. Chúng ta phải nhìn cho rõ, đừng chỉ bị sinh ra, phải biết tiến trình của sự sinh. Những tư tưởng như, ồ, tôi không chịu nổi người đó, hắn làm gì cũng sai cả, sẽ không còn nảy sinh nữa. Hay, tôi rất thích cái đó. Những điều này không nảy sinh, đó chỉ là những tiêu chuẩn thích và không thích của thế giới. Chúng ta phải sử dụng những quy ước của thế giới để đối tác với nhau, nhưng bên trong chúng ta phải rỗng không. Đây là nơi trú ẩn của những thánh nhân. Tất cả chúng ta phải lấy đây là mục tiêu của sự tu hành, đừng hoài nghi nữa. Trước khi đi tu, tôi từng nghĩ rằng chùa chiền ở khắp nơi, nhưng sao chẳng có bao nhiêu người tu hành. Hay nếu họ có đi tu, họ cũng chỉ tu một thời gian ngắn rồi hoàn tục. Còn những người không bỏ cuộc thì vẫn không nỗ lực tu hành. Tại sao vậy?
Thế rồi tôi quyết tâm: được, ta sẽ xả bỏ thân tâm mình trong kiếp sống này và thử làm theo lời dạy của Đức Phật cho đến cuối cùng. Ta sẽ chứng ngộ ngay trong kiếp này, bởi vì nếu không, ta sẽ vẫn chìm đắm trong biển khổ. Ta sẽ buông bỏ tất cả những thứ khác và quyết tâm tu hành. Bất kể khó nhọc hay đau khổ bao nhiêu, ta cũng sẽ kiên trì. Nếu ta không làm thế, ta sẽ tiếp tục nghi ngờ mãi. Nghĩ như thế rồi, tôi khởi sự tu hành. Bất kể hạnh phúc, đau khổ hay khó nhọc bao nhiêu, tôi vẫn tiếp tục. Tôi coi cả cuộc đời mình như thể đó chỉ là một ngày một đêm. Tôi sẽ theo lời dạy của Đức Phật. Tôi sẽ tu hành để hiểu được tại sao thế giới hư ảo này khốn khổ đến thế. Tôi muốn biết, tôi muốn tinh thông giáo lý, nên tôi quyết định tu hành. Những người xuất gia chúng ta xả bỏ được bao nhiêu đời sống thế gian? Nếu chúng ta tiến bộ nhiều, có nghĩa là chúng ta đã xả bỏ được tất cả. Chúng ta xả bỏ tất cả những thứ mà người đời hưởng thụ: cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị và cảm xúc. Chúng ta dứt bỏ tất cả, nhưng rồi chúng ta lại kinh nghiệm chúng. Cho nên, người tu hành phải thiểu dục tri túc và không dính mắc vào bất cứ thứ gì, dầu đó là lời nói, miếng ăn hay bất cứ gì. Chúng ta cũng dễ dàng hài lòng, ăn uống giản dị, ngủ giản dị, sống giản dị. Bạn càng tu tập như thế này, bạn càng cảm thấy mãn túc hơn nhiều. Pháp, bạn phải tự mình chứng ngộ. Tự mình nhận biết có nghĩa là tự mình tu hành. Bạn chỉ có thể nương tựa vào vị thầy khoảng 50% đoạn đường mà thôi. Ngay cả những gì tôi giảng dạy bạn hôm nay, tự nó hoàn toàn vô dụng. Tuy rằng đó là những điều đáng nghe, nhưng nếu bạn tin vào đó chỉ vì tôi nói thế, bạn là người khờ dại. Hãy thực hành, hãy nhận biết nó bên trong chính bạn, hãy tự mình làm lấy, như thế mới lợi ích hơn nhiều. Và rồi bạn sẽ biết được mùi vị của đạo pháp. Đây là lý do Đức Phật không nói quá tỉ mỉ về những quả vị tu hành, bởi vì đó là những việc không thể nghĩ bàn. Cũng giống như khi bạn cố miêu tả những màu sắc khác nhau với một người mù bẩm sinh: nó là màu vàng tươi. Nói như thế chẳng giúp ích được bao nhiêu. Bạn phải tự mình chứng ngộ. Nếu bạn tự mình nhận biết rõ ràng, bạn sẽ có bằng chứng rõ ràng. Dầu là đi, đứng, nằm hay ngồi, bạn đều sẽ dứt sạch nghi ngờ. Ngay cả khi có người nói anh tu hành sai cách rồi, bạn vẫn không bị lay chuyển, bởi vì bạn đã có bằng chứng. Là một người tu hành, đó là thái độ của bạn, bất cứ bạn ở đâu. Không ai có thể bảo bạn một điều gì, bạn phải tự mình nhận biết. Chánh kiến bạn phải có, nhưng để tu hành được như thế, dầu chỉ một tháng cũng rất hiếm. Có một lần tôi đến một tu viện phía Bắc và sống ở đó với một vài vị sư già mới xuất gia. Tôi làm tròn những bổn phận mà một vị sư trẻ thường làm: lấy thức ăn cho họ, giặt rửa y bát và đổ vô phóng uế của họ, vân vân. Tôi không nghĩ là mình đang làm gì cho một người nào, mà chỉ cảm thấy rằng đây là một phần trong sự tu hành của tôi. Bởi vì những người khác không làm những việc này nên tôi làm, chỉ thế thôi. Tôi xem đó như là một cơ hội để tạo phước báo, và tôi cảm thấy mãn nguyện. Vào những ngày rằm hay mồng một, tôi chùi dọn chánh điện và chuẩn bị nước để rửa và uống. Những người khác không biết gì về việc này nên họ chỉ đứng nhìn. Tôi không chỉ trích họ bởi vì họ không biết. Tôi chỉ làm bổn phận, và khi hoàn tất công việc, tôi cảm thấy thật vui. Tôi có sự khích lệ và niềm hăng say trong sự tu hành của mình. Mỗi khi tôi có thể làm một điều gì trong tu viện, dầu là việc của tôi hay của người khác, nếu thấy thứ gì dơ bẩn thì tôi dọn sạch. Tôi không làm thế để người khác nể phục mình, nhưng chỉ để sự tu hành của tôi tốt hơn. Dọn sạch chỗ ở của bạn
thì cũng giống như dọn sạch tâm của bạn. Đây là điều mà bạn cần phải nhớ. Sống với nhau trong đạo pháp, với sự thuận hòa và kiềm thúc, với cái tâm được huấn luyện, và rồi bạn sẽ không phải lo lắng về sự hài hòa. Nó tự động phát sinh và bạn sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu công việc quá nặng nhọc thì chúng ta giúp đỡ nhau, mỗi người một tay. Đó là cách tốt nhất. Tôi cũng biết vài loại người khác và họ cho tôi cơ hội để trưởng thành. Chẳng hạn trong một tu viện lớn, các tỳ kheo và sa di thỏa thuận với nhau là họ giặt y phục vào một ngày nào đó trong tuần. Tôi đi nấu gỗ mít để lấy tinh chất làm thuốc giặt. Lúc đó có vài vị sư cứ đợi một người nào khác nấu gỗ mít rồi tới xin thuốc giặt để giặt y phục của họ. Sau đó họ về chòi, treo quần áo lên rồi đi ngủ trưa. Như thế họ không phải chuẩn lửa, không phải dọn dẹp. Họ cho rằng thế là khôn ngoan. Nhưng đây mới là ngu ngốc nhất thế gian. Những người này chỉ tăng thêm sự vô minh của họ, bởi vì họ không làm gì cả. Họ nhường tất cả công việc cho người khác. Cho nên lúc ăn, nói hay khi làm bất cứ việc gì, hãy luôn xét lại chính mình. Bạn có thể muốn sống thoải mái, ăn ngon, mặc sạch, nhưng chúng ta tới đây để làm gì? Nếu chúng ta thường xuyên suy ngẫm về điều này, chúng ta sẽ luôn lưu ý, chúng ta sẽ không quên, sẽ luôn cảnh giác. Hãy sống tỉnh giác như thế, nỗ lực tu tập trong mọi tư thế. Nếu chúng ta không nỗ lực, sự việc sẽ khác hẳn. Lúc ngồi, bạn ngồi như thể bạn đang ở dưới phố. Lúc đi, bạn đi như thể bạn đang ở dưới phố. Và rồi bạn muốn đi quanh quẩn dưới phố với những người tại gia. Nếu không nỗ lực tu hành, tâm sẽ hướng đến một nơi khác. Bạn không kháng cự và cưỡng lại đầu óc của mình, mà cho phép nó trôi nổi theo ngọn gió cảm xúc. Đây gọi là chạy theo cảm xúc của mình. Giống như một đứa trẻ, nếu chúng ta nuông chiều nó quá, nó có thể trở thành một đứa trẻ tốt không? Nếu cha mẹ chiều theo mọi ước muốn của con cái, điều đó có tốt không? Dù lúc đầu họ có chiều chuộng một chút, nhưng khi đứa trẻ bắt đầu nói được, đôi lúc họ sẽ la đánh chúng, bởi vì họ sợ con mình hư đốn. Tâm phải được huấn luyện giống như thế. Bạn phải biết mình và biết cách huấn luyện mình. Nếu bạn không huấn luyện tâm của mình mà đợi một người nào khác huấn luyện nó cho mình, bạn sẽ gặp phiền phức. Sự tu hành không có giới hạn. Đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào bạn cũng có thể tu hành. Bạn có thể chứng ngộ trong lúc dọn quét sân chùa hay khi nhìn một tia nắng chiều, nhưng bạn phải luôn tỉnh giác. Nếu bạn hành thiền tinh tấn, bạn có thể chứng ngộ vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào. Đừng lơ là, hãy lưu ý, hãy cảnh giác. Khi đi khất thực, nhiều thứ cảm xúc khác nhau có thể phát sinh, và tất cả đều là pháp để tu tập. Khi bạn trở lại tu viện và ăn cơm, có rất nhiều pháp để bạn quán xét. Nếu bạn luôn nỗ lực, tất cả những thứ này sẽ là đối tượng của thiền quán. Trí huệ sẽ nảy sinh và bạn sẽ chứng ngộ. Nếu chúng ta có chánh niệm, chúng ta sẽ không xem thường sự việc. Chúng ta luôn quán chiếu các pháp. Một khi đạt đến trình độ này, sự tu hành của chúng ta sẽ không biết có ngày và đêm. Nó sẽ tiếp tục không ngừng. Không có gì có thể ô nhiễm sự tu hành của chúng ta. Và nếu có, chúng ta sẽ nhận biết ngay lập tức. Tâm sẽ không chạy theo những thứ như tôi nghĩ tôi sẽ đi tới nơi đó, hay có lẽ đi nơi kia, nhưng chỗ nọ có lẽ sẽ vui hơn. Đó là đường lối của thế gian. Đi theo đường đó, và rồi sự tu hành sẽ tiêu tan. Hãy luôn tỉnh giác, không ngừng quán xét. Thấy cây, thấy núi hay thấy thú vật cũng đều là cơ hội để quán xét. Hãy mang tất cả vào trong, quán xét chúng rõ ràng trong tâm của bạn.
Khi một cảm giác nào đó nảy sinh, hãy nhận biết nó rõ ràng. Bạn có bao giờ thấy một cái lò gạch chưa? Người ta đốt lửa cách cái lò khoảng một thước. Nếu chúng ta làm lò gạch đúng cách, tất cả hơi nóng sẽ đi vào trong lò và công việc sẽ hoàn tất nhanh chóng. Cùng thế ấy, tất cả mọi cảm xúc của chúng ta cần được kéo vào bên trong để được chuyển thành chánh kiến. Lúc nhìn, lúc nghe, lúc ngửi, lúc nếm, tâm kéo tất cả vào trong. Những cảm xúc này có thể dẫn đến sự phát sinh trí huệ. Chương 6. Mông lung. Tu hành không phải dễ, có rất nhiều thứ mà chúng ta không biết. Chẳng hạn những giáo lý như biết thân thì biết được thân trong thân, hay biết tâm thì biết được tâm trong tâm. Nếu chúng ta chưa tu tập những điều này, chúng ta có thể không hiểu gì cả. Trong quá khứ, tôi đã từng là một vị thầy, nhưng chỉ một vị thầy nhỏ. Tại sao tôi nói là một vị thầy nhỏ? Bởi vì lúc đó tôi không tu hành. Tôi dạy luật, nhưng tôi lại không hành luật. Một người như vậy, tôi gọi là một vị thầy nhỏ, một vị thầy thấp. Tôi nói là một vị thầy thấp, bởi vì tôi chưa tu hành tới đâu cả. Sự tu hành của tôi lúc đó còn ở dưới xa. Cứ như thể tôi chưa biết gì về giới luật. Tuy nhiên, ý tôi muốn nói là trên thực tế, khó có thể hiểu biết luật tạng hoàn toàn, bởi vì có những thứ, dầu chúng ta biết hay không, vẫn bị xem là vi phạm, thật là rắc rối. Thế nhưng chúng ta buộc phải học hỏi và tôn trọng mỗi một giới luật. Nếu không hiểu một điều gì, chúng ta phải cố gắng học hỏi. Nếu chúng ta không nỗ lực, tự nó đã là một sự vi phạm. Giả sử có một người đàn bà và bạn không biết đó là đàn bà hay đàn ông, bạn chạm vào người đó, bạn không biết chắc người này là đàn ông hay đàn bà, nhưng bạn vẫn chạm vào người họ, đó là sai. Có một lúc tôi cũng không hiểu tại sao như thế là sai, nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng người tu hành phải cảnh giác, phải thận trọng. Lúc nói chuyện, đụng chạm hay nắm vật gì, họ phải suy nghĩ trước. Sự sai lầm ở đây là hành giả không tỉnh giác hay thiếu thận trọng. Sau đây là một thí dụ khác. Trời mây mù nên dầu chỉ mới 11 giờ trưa mà thấy giống như đã chiều tối. Chúng ta không thấy mặt trời và cũng không có đồng hồ, và chúng ta nghĩ rằng lúc này là buổi chiều. Chúng ta thật sự cảm thấy rằng lúc này là buổi chiều, nhưng chúng ta vẫn đi kiếm một thứ gì đó để ăn. Khi chúng ta bắt đầu ăn thì mây kéo đi và mặt trời chiếu rọi. Nhìn vị trí mặt trời, chúng ta biết bây giờ là vào khoảng 11 giờ trưa. Dầu là thế, chúng ta vẫn bị xem là phạm giới. Tôi đã từng bâng khuâng, hả, tại sao vậy? Chưa đến giữa trưa thì làm sao có thể gọi hành động đó là phạm giới được? Ở đây chúng ta phạm giới là vì sự lơ là, không dè dặt và không kiềm chế. Nếu nghi ngờ mà vẫn làm, đó là phạm giới. Chúng ta nghĩ rằng trời đã chiều, mặc dầu sự thật thì không phải như vậy. Hành động ăn uống tự nó không phải là sai, nhưng chúng ta phạm giới vì chúng ta lơ là và bất cẩn. Nếu đó là sự thật là buổi chiều, nhưng chúng ta nghĩ rằng đó không phải là buổi chiều, thì tội càng nặng hơn. Nếu chúng ta nghi ngờ mà vẫn làm, thì dầu hành động đó là đúng hay sai, chúng ta vẫn bị xem là phạm giới. Nếu hành động tự nó là không sai trái, thì tội nhẹ hơn. Nhưng nếu nó là một hành động sai trái, thì tội nặng hơn. Giới luật có thể phức tạp đến vậy đó. Có một lần tôi đọc cuốn kinh luật Shilanidesa, đầu tôi cảm thấy như muốn nổ tung. Tôi cho rằng những điều này là bất khả thi đối với con người. Nhưng rồi tôi nghĩ Đức Phật sẽ chẳng giảng dạy một điều gì mà chúng ta không thể thực hành. Ngài sẽ chẳng dạy những điều đó và Ngài sẽ chẳng công bố nó, bởi vì những điều đó chẳng lợi ích gì cho Ngài hay cho những người khác.
Vào lúc đó, tôi vẫn còn vật lộn với sự tu hành của mình. Tôi bị kẹt. Mai thay, tôi có cơ hội gặp Đại Đức Ajahn. Nên tôi hỏi Ngài, Đại Đức Ajahn, tôi phải làm sao đây? Tôi mới tu và vẫn chưa biết tu thế nào mới đúng. Tôi nghi ngờ nhiều thứ quá. Ông hỏi, vấn đề là gì vậy? Trên đường tu hành, tôi có đọc cuốn Kinh Luật. Tôi cảm thấy nó rất li ti và không thực tiễn chút nào. Tôi không tin là có người nào thực hành được tất cả. Không cách nào có thể nhớ hết tất cả những quy luật nhỏ nhặt trong đó. Tôi không thể làm được. Ông nói với tôi, đúng là có rất nhiều thứ trong đó, nhưng thật sự thì không nhiều. Nếu chúng ta phải nhớ hết mọi giới luật trong luật tạng thì khó thật. Nhưng sự thật thì cái mà chúng ta gọi là giới luật nảy sinh từ đầu óc con người. Nếu chúng ta huấn luyện đầu óc này để nó biết xấu hổ và sợ làm điều ác, thì chúng ta sẽ kiềm thúc, chúng ta sẽ thận trọng. Điều này sẽ khiến cho chúng ta biết hiểu dục tri túc. Bởi vì chúng ta không thể chăm sóc quá nhiều thứ, và rồi chúng ta trở nên tỉnh giác hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có thể duy trì sự tỉnh giác vào mọi lúc. Bất kỳ là ở đâu, chúng ta cũng cố duy trì sự tỉnh giác. Chúng ta trở nên thận trọng hơn. Mỗi khi bạn nghi ngờ một điều gì, đừng nói điều đó, đừng làm điều đó. Nếu có điều gì bạn không hiểu, hỏi vị thầy. Cố thực thi mọi giới luật là điều rất phiền toái. Nhưng chúng ta nên xem thử mình có sẵn sàng nhận lỗi không? Chúng ta có chấp nhận chúng không? Giới luật rất quan trọng. Chúng ta không nhất thiết phải nhớ hết mỗi một giới, nhưng chúng ta phải biết cách điều phục tâm của mình. Tất cả những thứ mà bạn từng đọc nảy sinh trong đầu, nếu bạn vẫn chưa huấn luyện đầu óc để có được sự nhạy bén và sáng suốt, bạn sẽ luôn luôn nghi ngờ. Hãy nhớ đến giáo lý của Đức Phật, hãy tĩnh tâm. Bất cứ điều gì khiến bạn nghi ngờ, đừng nghĩ tới nó. Nếu bạn không biết chắc một điều gì, thì đừng nói hay làm điều đó. Chẳng hạn nếu bạn bâng khuâng, không biết điều này là đúng hay sai. Nếu bạn không biết chắc, thì đừng nói, đừng làm điều đó, đừng buông lung. Sự giảng giải này rất phù hợp với 8 phương pháp, tức Bát Chánh Đạo, để đo lường chánh pháp của Đức Phật. Bất cứ giáo lý nào nói về sự tiêu trừ phiền não, đưa con người thoát khỏi khổ đau, giảng dạy sự xa lìa dục lạc, tri túc, khiêm tốn, từ bỏ danh lợi, ẩn dật, tinh tấn và sống giản dị là bản chất của pháp luật Dhamma Vinaya, là giáo lý của Đức Phật. Bất cứ thứ gì đi ngược lại đường lối này thì không phải là giáo lý của Đức Phật. Nếu chúng ta thành tâm, chúng ta sẽ biết xấu hổ và sợ làm sai. Chúng ta sẽ biết rằng khi chúng ta nghi ngờ một điều gì, chúng ta sẽ không nói hay làm điều đó. Khi nghiên cứu tạng luật với Đại Đức Ajahn Mun, tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ. Có những ngày trong kỳ an cư thiết hạ, tôi nghiên cứu nó từ 6 giờ chiều cho đến sáng hôm sau. Tôi hiểu rất nhiều, tôi đã nỗ lực rất nhiều để thực thi những quy luật này. Nhưng sau này, tôi buông bỏ chúng dần. Có quá nhiều thứ, tôi không biết đâu là chính, đâu là phụ. Tôi thâu gom hết. Khi tôi hiểu rõ hơn, thì tôi xả bỏ dần, bởi vì nó nặng nề quá. Tôi chỉ quan sát tâm của mình và dần dần bỏ đi phần chữ. Tuy nhiên, khi giảng dạy các tăng sĩ ở đây, tôi vẫn lấy luật tạng làm tiêu chuẩn. Tôi thường đọc cho các đệ tử nghe, có khi đến nửa đêm, chúng tôi cảm thấy thích thú. Thật ra, bạn không thể hiểu kinh luật chỉ bằng sự lắng nghe. Bạn phải cứu xét và suy ngẫm nhiều. Mặc dầu tôi nghiên cứu những thứ này đã nhiều năm, tôi vẫn không hiểu hết tất cả, bởi có nhiều điều rất tối nghĩa và mơ hồ trong sách. Đã nhiều năm rồi, tôi chưa nhìn lại sách luật và đã quên khá nhiều thứ. Nhưng trong tâm tôi không hề có sự nghi ngờ hay thiếu sót. Tôi hiểu. Tôi đặt sách vở qua một bên và tập trung phát triển tâm của mình. Tâm biết giá trị của giới hạnh
nên nó không làm điều gì sai trái cả. Tôi không giết thú vật, ngay cả những con vật nhỏ. Nếu có người nào yêu cầu tôi giết một con kiến hay con mối, đập chết nó với đôi tay của mình chẳng hạn, tôi không thể làm được, dầu họ có cho tôi rất nhiều tiền, dầu chỉ là một con kiến hay một con mối thôi. Đối với tôi, đời sống của con kiến có giá trị nhiều hơn một đống tiền. Tuy nhiên, có thể tôi đã làm cho một con côn trùng chết. Chẳng hạn như khi một thứ gì đó bò lên chân tôi và tôi phủi nó đi, có lẽ nó chết. Nhưng khi nhìn vào tâm mình, tôi không cảm thấy có mặc cảm tội lỗi, không nao núng hay nghi ngờ gì cả. Tại sao? Bởi vì ý định sát hại không có ở đó. Ý định là cốt tủy của sự trau dồi đức hạnh. Trong quá khứ, khi chưa hiểu biết, tôi sẽ đau khổ vì những việc như thế. Tôi sẽ cho rằng mình phạm giới. Phạm giới gì? Đâu có ý muốn ở đó, không có ý định, đúng, nhưng tôi đã không thận trọng. Tôi sẽ nghĩ như thế mãi, rồi buồn phiền và bực dọc. Cho nên giới luật này có thể quấy nhiễu người tu hành, nhưng nó cũng có giá trị của nó. Đó là, bất cứ giới luật nào bạn chưa biết, bạn phải học hỏi. Nếu bạn không biết, bạn nên hỏi những người biết. Họ thật sự nhấn mạnh điều này. Bây giờ, nếu chúng ta không biết giới luật, chúng ta sẽ không biết là mình đang vi phạm chúng. Chẳng hạn có một hôm, đệ tử của Đại Đức Ajahnpo đang ngồi với Ngài, thì có một vài phụ nữ đến hỏi Ajahnpo: Lampo, chúng tôi muốn mời Ngài đi tham quan với chúng tôi. Lampo không trả lời. Thế Thầy yên lặng, người đệ tử mới nói: Lampo, Lampo, Ngài có nghe không? Những người phụ nữ này mời Ngài đi chơi. Ông đáp: Ta nghe. Những phụ nữ lại hỏi: Lampo, Ngài có đi không? Ông chỉ ngồi đó yên lặng, và lời thỉnh cầu đó chẳng đi tới đâu cả. Khi họ đi hết, người đệ tử mới hỏi: Lampo, tại sao Ngài không trả lời những người đàn bà đó? Ông nói: Này con không biết quy định này hay sao? Những người vừa mới ở đây đều là phụ nữ. Nếu phụ nữ mời con đi với họ, con không nên chấp thuận. Nếu họ tự mình sắp xếp mọi việc thì không sao. Trong trường hợp đó, ta có thể đi nếu ta muốn, bởi vì ta không giữ phần trong sự sắp xếp này. Sách luật nói rằng, việc sắp xếp để đi chung với phụ nữ, dầu là đi với một nhóm người, không phải với một người, cũng bị xem là phạm giới. Một thí dụ khác, đôi lúc một người tại gia đặt tiền trên một cái khay để cúng vàng cho Đại Đức Ajahnpo. Ông đưa tấm vải nhận cúng vàng ra, tay nắm ở đầu kia tấm vải. Nhưng khi người ta đặt khay tiền lên trên tấm vải, ông rút tay khỏi tấm vải, rồi ông cứ để tiền nằm ở đó. Ông biết nó ở đó, nhưng ông không quan tâm đến nó, mà chỉ việc đứng dậy và đi nơi khác. Ông làm thế bởi vì kinh luật nói rằng, nếu ta không chấp thuận món tiền nào đó, ta không cần phải ngăn cấm người tại gia cúng vàng nó. Nếu ông thật sự thích món tiền đó, ông sẽ phải nói: Này ngươi, tu sĩ không được phép nhận tiền. Ông sẽ phải nói với họ như thế: Nếu bạn muốn một điều gì đó, bạn phải ngăn cấm người ta cúng vàng những gì không được phép nhận. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự không ước muốn điều đó, bạn không cần phải nói gì cả. Bạn chỉ việc để nó ở đó và đi nơi khác. Mặc dầu Ajahn và các đệ tử của Ngài sống với nhau đã nhiều năm, có vài người vẫn không hiểu sự tu hành của Ngài. Thật đáng buồn. Riêng tôi thấy trong sự tu hành của Ngài Ajahnpo có nhiều điều rất tinh tế mà tôi cần phải xem xét và suy ngẫm. Giới luật có thể khiến cho một số người hoàn tục. Khi nghiên cứu kinh luật, họ khởi đủ thứ niệm nghi ngờ. Họ nghĩ về quá khứ, nghi lễ thọ giới của mình lúc trước có đúng không nhỉ? Không biết vị tăng truyền pháp cho mình có tinh khiết không? Không có tỳ kheo nào ngồi trong buổi lễ thọ giới của mình biết chút gì về giới luật, nên không biết họ có ngồi đúng khoảng cách không? Không biết mình tụng kinh có đúng phương pháp không? Hết nghi ngờ này đến nghi ngờ khác.
chánh điện mà mình thọ giới tỳ kheo có đúng tiêu chuẩn không? Nó nhỏ quá. Họ nghi ngờ mọi thứ và rơi vào địa ngục. Cho nên, đến khi nào bạn biết cách cột tâm của mình lại, nó có thể rất phiền toái. Bạn phải rất bình thản và không quyết đoán một điều gì vội vã. Nhưng bình thản đến độ bạn không để tâm xem xét sự việc thì cũng là sai. Tôi hoang mang đến độ thiếu chút nữa là tôi hoàn tục, bởi vì tôi nhìn thấy quá nhiều lỗi lầm trong sự tu hành của chính mình và của vài vị thầy. Tôi như ngồi trên lửa và không ngủ nghe gì được bởi vì những sự nghi ngờ này. Càng nghi ngờ, tôi càng thiền nhiều thêm, càng tu hành nhiều thêm. Sự nghi ngờ khởi sinh nơi đâu thì tôi tu hành ngay nơi đó. Trí huệ phát sinh, sự việc bắt đầu thay đổi. Thật khó có thể diễn tả những gì đã xảy ra. Tâm thay đổi mãi cho đến khi tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi không biết nó thay đổi như thế nào. Dù tôi có cố diễn tả, có lẽ người ta cũng không hiểu. Cho nên tôi suy ngẫm về luật tạng. Kẻ trí phải tự mình nhận biết. Đó phải là sự hiểu biết phát sinh từ kinh nghiệm trực tiếp. Nghiên cứu luật tạng là điều nên làm, nhưng nếu chỉ nghiên cứu thôi thì không đủ. Nếu bạn thật sự tu tập, bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Trước khi tu hành, tôi không quan tâm đến những giới luật nhỏ. Nhưng khi bắt đầu tu hành, ngay cả những giới nhỏ cũng quan trọng như những giới lớn. Trước kia, những vi phạm nhỏ có vẻ như không quan trọng gì cả. Tôi nghĩ như vậy. Đến tối, bạn có thể thú tội và thế là xong. Rồi bạn có thể tiếp tục vi phạm chúng. Nhưng thú tội kiểu này là không tinh khiết. Bởi vì bạn không ngừng vi phạm, bạn không quyết tâm thay đổi. Bạn vẫn không kiềm thúc, không nhận thức sự thật, không dứt bỏ. Bạn cứ lặp lại lỗi lầm đó mãi. Đúng ra thì chúng ta không cần phải thú tội làm gì. Nếu chúng ta nhận thấy tâm của mình thuần khiết và không nghi hoặc, thì những sự vi phạm đó rơi rụng ngay tại chỗ. Chúng ta chưa tinh khiết bởi vì chúng ta còn nghi ngờ, chúng ta còn nao núng, chúng ta không thật sự tinh khiết, cho nên chúng ta không thể xả bỏ. Chúng ta không nhìn thấy chính mình, đây là vấn đề. Giới luật cũng giống như cái hàng rào bảo vệ để chúng ta không lầm lỗi, cho nên chúng ta nên trân trọng nó. Nếu bạn không tự mình nhìn thấy giá trị thật của giới luật, bạn sẽ thấy nó khó khăn. Nhiều năm trước khi tôi đến Wat Pa Pong, tôi quyết định rời xa tiền bạc. Tôi nghĩ về điều này rất lâu. Cuối cùng, tôi cầm túi tiền của mình, đi thẳng tới người bạn đồng đạo đang chung sống với tôi vào lúc đó và đặt túi tiền xuống trước mặt anh ta. Này anh, hãy giữ số tiền này. Từ nay trở đi, ngày nào tôi còn là người xuất gia, tôi sẽ không nhận tiền hay giữ tiền trong người. Bạn có thể là nhân chứng của tôi. Hãy giữ nó, anh có thể sẽ cần nó cho việc tu học của mình. Vị tỳ kheo đáng kính đó tỏ ra không muốn nhận túi tiền. Anh ngượng nghịu hỏi, tại sao anh không muốn giữ số tiền này? Anh không cần lo cho tôi đã quyết định rồi. Tôi đã quyết định từ tối hôm qua. Từ ngày anh ta lấy số tiền đó, giữa hai chúng tôi dường như có một khoảng cách. Chúng tôi không còn hiểu nhau nữa. Tuy nhiên, anh ta vẫn là nhân chứng của tôi cho đến ngày hôm nay. Từ dạo đó, tôi chưa bao giờ sử dụng tiền hay dính chấp đến bất cứ sự mua bán nào. Tôi đã kiềm chế chính mình ở mọi mặt có liên quan đến tiền bạc. Tôi chỉ đeo đuổi việc tu hành. Tôi không còn cần đến sự giàu có. Tôi xem nó như thuốc độc. Dù bạn cho thuốc độc tới người, tới chó hay bất cứ chúng sinh nào, nó đều dẫn đến sự chết chóc hay đau đớn. Nếu chúng ta nhận rõ điều này, chúng ta sẽ luôn cảnh giác để không uống nhầm phải chất độc đó. Khi chúng ta nhìn thấy sự tai hại của nó, chúng ta dễ dàng buông bỏ nó hơn. Còn đối với những thức ăn cúng dường, nếu tôi nghi ngờ về sự tinh khiết của chúng, tôi sẽ không nhận chúng. Dầu thức ăn đó có thơm ngon hay sạch sẽ bao nhiêu,
tôi cũng sẽ không đụng đến. Thí dụ, bạn đi khất thực và nhận được một ít cơm và cá mắm gói trong lá. Khi về chỗ ở và mở gói thức ăn ra, bạn nhìn thấy cá mắm, chỉ việc ném nó đi. Ăn cơm trắng tốt hơn là phạm giới. Có như thế, bạn mới có thể nói rằng mình thật sự hiểu biết giới luật, và rồi giới luật trở nên giản dị hơn. Nếu những vị sư khác muốn tặng tôi những đồ dùng cần thiết như bát ăn cơm, dao cạo hay bất cứ gì, tôi sẽ không nhận chúng trừ khi tôi biết rõ ràng người cho là những người đồng đạo có cùng tiêu chuẩn trì giới như tôi. Tại sao không? Làm sao bạn có thể tin tưởng một người buông lung? Họ có thể làm đủ thứ chuyện. Những vị tăng buông lung không nhìn thấy giá trị của giới luật, cho nên họ có thể đã nhận những thứ này một cách không chính đáng. Tôi cẩn thận đến thế đó. Vì lý do này mà vài vị tăng lườm tôi. Họ nói, anh ta không thích giao thiệp, anh ta không thích trà trộn với những người khác. Nhưng tôi vẫn thản nhiên, lo gì, chúng ta có thể trà trộn với nhau khi chúng ta chết. Tôi nghĩ, bởi lúc đó chúng ta đều giống như nhau. Tôi sống với sự chịu đựng, tôi là người ít nói. Nếu có ai chỉ trích sự tu hành của tôi vẫn thản nhiên. Tại sao? Bởi vì dầu tôi có giải thích, họ cũng chẳng hiểu. Họ không biết gì về sự tu hành. Giống như những khi tôi được mời tới một buổi lễ mai táng và có người nói, đừng như ông ta nói, chỉ việc bỏ tiền vào túi ông ta và đừng nói cho ông ta biết, đừng để ông ấy biết. Tôi nghĩ, này, bạn cho rằng tôi chết rồi hay sao? Chỉ vì có người gọi rượu là dầu thơm, đâu có nghĩa là rượu sẽ trở thành dầu thơm. Nhưng những người như bạn, khi muốn uống rượu thì gọi nó là dầu thơm, rồi cứ thế mà uống. Các bạn đúng là điên. Cho nên, luật tạng có thể rất khó. Bạn phải biết tri túc và sống tách biệt. Bạn phải nhìn thấy sự việc và nhìn thấy chúng một cách đúng đắn. Có một lần, khi tôi du hành xuyên qua Sarapuri, phái đoàn của chúng tôi đến ở tại một ngôi chùa làng trong một thời gian. Vị trụ trì ở đó có cùng tuổi đạo với tôi. Buổi sáng, tất cả chúng tôi đều đi khất thực. Khi trở lại chùa, chúng tôi đặt bát của mình xuống. Lúc đó, những người tại gia mang đĩa thức ăn vào phòng và đặt chúng xuống. Rồi các sư đi đến nơi để thức ăn, mở chúng ra và xếp chúng thành hàng một. Một vị sư sẽ đặt một ngón tay vào đĩa thức ăn ở cuối hàng của đầu này, và một người tại gia sẽ đặt bàn tay của ông trên đĩa thức ăn ở cuối hàng của đầu kia. Và chỉ vậy thôi. Sau đó thì các sư sẽ bắt đầu phân phối thức ăn này để tất cả cùng ăn. Có khoảng 5 vị sư cùng đi với tôi vào lúc ấy, nhưng không ai trong chúng tôi đụng những thức ăn đó. Khi đi khất thực, tất cả chúng tôi đều nhận được một ít cơm trắng, nên chúng tôi chỉ ăn cơm trắng. Không ai trong chúng tôi dám ăn từ những đĩa thức ăn đó. Cứ như thế được vài ngày thì tôi bắt đầu nhận thấy thái độ khó chịu của vị trụ trì. Một trong các nhà sư của ông có lẽ đã nói với ông, những vị tăng đó không ăn thức ăn ở đây, tôi không biết họ muốn gì. Tôi phải ở đó thêm vài ngày nữa, nên tôi đến gặp vị trụ trì để giải thích. Tôi nói, thưa Đại Đức, tôi có thể nói chuyện với Ngài một vài phút. Tôi sợ rằng có vài điều mà Ngài và các sư trong chùa này cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng hạn như việc chúng tôi không ăn thức ăn mà người tại gia cúng dường. Tôi xin phép được làm sáng tỏ điều này. Thật sự thì không có gì, chỉ là đường mối tu hành của tôi là như vậy. Về việc dẫn cúng dường, khi người tại gia đặt thức ăn xuống và các sư đi đến, mở thức ăn ra và sắp xếp để thức ăn được dâng cúng một cách đúng nghi lễ, như thế là sai. Đó là một sự vi phạm giới luật, nhất là khi vị sư nắm hay chạm vào thức ăn chưa được dâng cúng tới mình. Làm thế sẽ hư hoại thức ăn. Theo luật tạng, bất cứ vị sư nào ăn thức ăn đó sẽ bị xem là phạm giới. Chỉ là vì vậy thôi,
không phải tôi có ý chỉ trích người nào, hay tôi cưỡng ép ngài, hay các sư sãi trong chùa ngừng làm như thế. Không phải vậy, tôi chỉ muốn cho ngài biết đến thiện ý của tôi, bởi vì tôi cần phải ở lại đây thêm vài ngày nữa. Vị trụ trì chắp tay nói: Hay lắm, tôi chưa bao giờ thấy một vị sư nào giữ những quy luật nhỏ nhặt trong kinh luật như thế. Thời nay, những người như vậy thật là hiếm có. Nếu có, thì có lẽ họ không ở tại Sarapuri này. Cho phép tôi ca ngợi ngài, tôi không phiền hà gì cả, đó là điều rất tốt. Sáng hôm sau, khi chúng tôi đi khất thực về, không một vị sư nào đến gần những đĩa thức ăn này. Những người tại gia chăm lo mọi việc sắp xếp và cúng dường thực phẩm, bởi vì họ sợ các sư không ăn. Từ đó về sau, các sư sãi có vẻ ái ngại, cho nên tôi cố giải thích cho họ hiểu, để tâm họ được an ổn. Tôi nghĩ rằng họ sợ chúng tôi. Họ cứ lẳng lặng đi vào phòng và đóng chặt cửa lại. Những ngày sau đó, tôi phải tìm cách làm cho họ thấy thoải mái, bởi vì họ quá hổ thẹn. Tôi đâu có phiền trách họ. Tôi không hề nói những câu như không có đủ thức ăn hay yêu cầu họ mang cho tôi một đĩa thức ăn nào đặc biệt. Tôi đã từng nhịn đói có lúc 7-8 ngày liên tục. Ở đây tôi còn có cơm trắng để ăn. Tôi biết tôi sẽ không chết. Tôi có được sức mạnh từ sự tu hành, từ sự tu hành phù hợp với sự hiểu biết của tôi. Tôi lấy Đức Phật làm gương. Bất kỳ tôi đi đến đâu, bất kỳ những người khác làm gì, tôi không dính dáng tới. Tôi chỉ chú tâm vào việc tu hành, bởi vì tôi quan tâm tới chính mình. Tôi quan tâm tới sự tu hành. Những người không trì giới hay hành thiền và những người thật sự tu hành không thể sống chung với nhau. Lúc trước tôi không hiểu điều này. Tôi từng dạy dỗ người khác, nhưng tôi không tu hành. Như vậy là không tốt. Khi tôi nhìn kỹ lại thì mới thấy là sự tu hành của tôi và sự hiểu biết của tôi cách nhau rất xa như đất với trời. Vì thế, với những vị tăng muốn thiết lập trung tâm thiền trong rừng, tôi bảo họ đừng làm thế. Nếu bạn chưa thật sự chứng ngộ, hãy khoan nghĩ tới việc dạy dỗ người khác. Bạn chỉ gây thêm phiền phức. Có vài vị tăng nghĩ rằng nếu họ vào sống trong rừng, họ sẽ tìm thấy sự bình an, nhưng họ vẫn không hiểu cốt tủy của sự tu hành. Họ tự mình cắt cỏ, họ tự mình làm tất cả mọi việc, nhưng điều đó không làm cho họ tiến bộ. Dù đời sống trong rừng có thanh bình đi nữa, bạn cũng không thể tiến bộ nếu bạn tu hành sai cách. Họ nhìn thấy những vị sư sống trong rừng và bắt chước đi vào rừng, nhưng nó không giống nhau. Áo tu không giống nhau, cách ăn uống không giống nhau, mọi thứ đều khác cả. Và họ không tự huấn luyện, họ không tu hành. Nếu sống như thế mà có kết quả, nó chỉ là một cái cớ để phô trương hay quảng cáo, giống như một cuộc triển lãm y học. Nó sẽ chẳng đi xa hơn thế. Những người chỉ tu hành đôi chút và rồi ra ngoài dạy dỗ người khác là những người chưa hiểu biết tới nơi, tới chốn. Họ không thật sự hiểu, không bao lâu họ sẽ bỏ cuộc và tan rã. Cho nên chúng ta phải học hỏi, hãy nghiên cứu các giới luật cho đến khi bạn hiểu rõ. Lâu lâu bạn nên hỏi vị thầy về những điểm tinh tế để được giải thích cặn kẽ. Nghiên cứu như thế cho đến khi bạn thật sự hiểu biết luật tạng. Chương 7. Duy trì những tiêu chuẩn tu hành. Kiềm thúc, điềm tĩnh và tách biệt, kinh hành và ngồi thiền đều đặn, họp mặt thường xuyên vào những giờ nhất định. Hãy nỗ lực thực thi những điều này. Trong buổi họp hàng năm sau kỳ thi Phật Pháp, chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của việc hoàn tất những bổn phận trong tu viện, những bổn phận đối với các vị thầy. Những bổn phận này giúp chúng ta đoàn kết, cho phép chúng ta sống thuận hòa với nhau. Chúng cũng giúp cho chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau, và như thế sẽ ích lợi cho cả cộng đồng. Trong tất cả những đoàn thể từ thời Đức Phật cho đến ngày nay, bất kể là dưới hình thức nào, nếu các thành viên không tôn trọng lẫn nhau, họ không thể thành công. Dầu đó là đoàn thể của người xuất gia hay tại gia,
Nếu họ thiếu lòng tôn trọng đối với nhau, họ sẽ không đoàn kết. Sự phóng túng sẽ phát sinh và sự tu hành sẽ thoái hóa dần. Đoàn thể những người tu hành của chúng ta đã sống ở đây gần 25 năm rồi. Nó vẫn tiếp tục phát triển, nhưng nó có thể suy đồi. Chúng ta phải hiểu điều này. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều cảnh giác, tôn trọng lẫn nhau và tiếp tục duy trì những quy định trong sự tu hành, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ sống rất hài hòa. Sự tu hành của chúng ta sẽ đẩy mạnh sự phát triển Phật pháp trong một thời gian rất lâu. Học và hành phải đi đôi với nhau. Đạo Phật đã phát triển rộng lớn bởi vì sự nghiên cứu và thực hành đi đôi với nhau. Nếu chúng ta chỉ nghiên cứu kinh điển một cách qua loa, sự buông lung sẽ nảy sinh. Năm đầu tiên ở đây, chẳng hạn, chúng ta có 7 vị tăng tham dự kỳ an cư kiết hạ. Và lúc đó tôi nghĩ, mỗi khi chư tăng bắt đầu học hỏi Phật pháp để chuẩn bị cho kỳ thi, thì sự tu hành của họ xuống dốc. Tôi cố tìm hiểu lý do. Tôi bắt đầu giảng dạy những vị tăng tham dự kỳ an cư kiết hạ, tất cả 7 người. Tôi thuyết giảng khoảng 40 ngày, từ sau bữa ăn sáng cho đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Các vị tăng dự thi và kết quả rất khả quan, tất cả đều thi đậu. Như thế là tốt. Nhưng có một vấn đề liên quan đến những người thiếu thận trọng. Để học hỏi, vị tăng cần phải tụng đọc kinh điển rất nhiều lần. Thường thì những người buông lung và không dè dặt trở nên biếng nhác với sự hành thiền và dùng tất cả thời gian của họ để nghiên cứu, tụng đọc và học thuộc lòng. Điều này khiến họ lơ là những bổn phận của họ, những tiêu chuẩn tu hành của họ. Cho nên khi những vị tăng này hoàn tất công việc nghiên cứu và thi cử của họ, tôi nhận thấy một sự thay đổi trong cách ứng xử của họ. Họ không còn đi kinh hành nữa mà chỉ ngồi thiền một chút và bắt đầu giao tiếp nhiều hơn. Mức độ kềm chế và điềm tĩnh cũng giảm sút nhiều. Thật ra trong sự tu hành của chúng ta, khi bạn đi kinh hành, bạn nên thật sự đi. Khi ngồi thiền, bạn phải tập trung vào việc thiền quán. Bất kể là bạn đi, đứng, nằm hay ngồi, bạn đều phải cố duy trì sự điềm tĩnh. Nhưng khi các sư dành nhiều thời gian để nghiên cứu kinh điển, đầu óc họ đầy ắp chữ nghĩa, họ say mê sách vở và quên mất chính mình. Điều này chỉ xảy ra với những người không có trí huệ, những người không tự kiềm chế và những người không có sự cảnh giác liên tục. Họ ngày càng trở nên lơ đãng, những cuộc chuyện trò và giao tiếp bâng quơ trở nên thường xuyên hơn. Đó không phải do bởi sự nghiên cứu kinh điển, mà do họ không nỗ lực, họ quên mất chính mình. Thật ra, kinh điển là những sự chỉ dẫn trên đường tu hành. Nếu chúng ta thật sự hiểu biết, thì nghiên cứu kinh điển sẽ trợ giúp cho việc hành thiền. Nhưng nếu chúng ta quên mất chính mình, sự nghiên cứu kinh điển chỉ dẫn tới những cuộc thảo luận vô bổ. Người ta quẳng việc hành thiền qua một bên và không bao lâu thì họ hoàn tục. Không phải học hỏi là xấu hay sự tu hành là sai cách, nhưng những người đó không xem xét chính mình. Thấy thế, trong kỳ an cư kiết hạ kế tiếp, tôi không thuyết giảng nữa. Nhiều năm sau đó, nhiều người trẻ đến xin xuất gia. Có người không biết gì về luật tạng và không hiểu gì về giới luật, nên tôi quyết định thay đổi đường lối của mình. Tôi yêu cầu các vị sư thâm niên làm công việc giảng dạy. Họ là những người đã từng nghiên cứu kinh điển và vẫn tiếp tục làm thế. Đây là lý do mà chúng ta có sự học hỏi giáo pháp ở đây. Tuy nhiên, khi kỳ thi kết thúc, tôi yêu cầu chư tăng củng cố lại sự tu hành của họ. Tất cả những kinh điển nào không liên quan trực tiếp tới việc tu hành, chúng tôi cất qua một bên. Chúng tôi củng cố lại chính mình. Chúng tôi trở lại với những tiêu chuẩn thường lệ. Chúng tôi tái lập những truyền thống cộng đồng của mình, chẳng hạn như việc tụng kinh hàng ngày. Đây là tiêu chuẩn của chúng tôi. Chúng tôi làm thế chỉ để chống lại sự biếng nhác và hay chán của mình. Đây là những gì tôi bảo các chư tăng. Đừng bỏ những sự tu hành căn bản của các bạn. Ăn ít, nói ít, ngủ ít, kiềm thúc, điềm tĩnh và tách biệt. Kinh hành và ngồi thiền đều đặn. Họp mặt thường xuyên vào những giờ nhất định. Hãy nỗ lực thực thi những điều này. Đừng lãng phí cơ hội tuyệt vời này. Hãy tu hành. Bạn có cơ hội để tu hành ở đây, bởi vì bạn sống với sự hướng dẫn của người thầy.
vì thầy sẽ bảo vệ bạn ở một mức độ nào đó. Cho nên bạn nên dồn hết tâm trí vào sự tu hành. Kinh hành, ngồi thiền, tụng kinh sáng và tối, đây là bổn phận của bạn. Hãy nỗ lực và chuyên cần. Những người mặc áo tu mà lãng phí thời gian, những người tu hành loạn choạng, nhớ nhà và hoang mang, họ không có đủ quyết tâm, họ không để tâm vào sự tu hành. Chúng ta không thể cứ nằm lên nằm xuống ở nơi này. Là người xuất gia, học Phật, chúng ta sống và ăn uống đầy đủ, chúng ta không nên xem thường điều đó. Sự buông thả trong khoái lạc và thoải mái là một điều nguy hiểm. Chúng ta nên trưởng dưỡng sự tu hành của mình, nỗ lực nhiều hơn, sửa đổi những gì sai lầm và đừng chìm đắm vào thế giới bên ngoài. Một người thành tăng không bao giờ lơ là việc kinh hành và ngồi thiền, không bao giờ ngừng nghỉ trong việc duy trì chánh niệm và sự định tĩnh. Một vị tăng sau khi dùng bữa treo chiếc áo tràng lên và chăm sóc những nhu cầu cần thiết rồi đi kinh hành, và con đường ông ta đi đã mòn hẳn. Vị tăng này là người có sự nỗ lực, là người nhiệt tâm với sự tu hành của mình. Nếu tất cả chúng ta đều tinh cần như thế đối với sự tu hành thì không có vấn đề gì xảy ra cả. Nếu không chuyên tâm tu hành thì bạn tới đâu cũng như đang đi du hí mà thôi. Không thích nơi này, bạn đi nơi khác, rồi không thích chỗ đó, bạn lại quay về chỗ này. Chỉ bấy nhiêu thôi, chạy khắp nơi theo cái lỗ mũi của bạn. Bạn không cần phải đi quá nhiều nơi, chỉ việc ở lại đây tu hành và học hỏi đến nơi đến chốn. Tiến bộ và thoái hóa cũng là đây. Tu hành đúng cách là quân bình sự học hỏi giáo pháp và thực hành giáo pháp. Nếu tâm an ổn và thân thể khỏe mạnh, bạn trở nên điềm tĩnh. Còn nếu tâm rối loạn thì dầu cho thân thể có mạnh mẽ, bạn cũng gặp chướng ngại. Hành thiền là học rèn luyện và xả bỏ. Ở đây tôi nói học có nghĩa là mỗi khi tâm cảm nhận một điều gì, chúng ta có bám víu vào đó không? Chúng ta có làm cho nó trở thành vấn đề không? Chúng ta có cảm thấy thích thú hay chán ghét nó không? Nói ngắn gọn, chúng ta có còn chìm đắm trong những tư tưởng của mình không? Thường thì là như vậy. Nếu chúng ta không thích một điều gì, chúng ta tỏ ra bực bội. Nếu chúng ta thích điều đó, chúng ta cảm thấy sung sướng. Tâm trở nên ô nhiễm và phiền não. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta phải biết rằng mình vẫn còn có vấn đề. Chúng ta vẫn còn chưa hoàn mỹ và chúng ta vẫn còn công việc để làm. Đó là xả bỏ nhiều hơn và tu hành tinh tấn hơn. Ý tôi nói học hỏi là như vậy đó. Nếu chúng ta còn dính mắc ở một nơi nào, chúng ta biết rằng mình còn bị kẹt. Chúng ta biết tình trạng hiện tại của mình và chúng ta nỗ lực sửa đổi. Sống bên cạnh vị thầy hay không cũng vậy. Có người cảm thấy sợ, họ sợ bị thầy la rầy nếu họ không đi kinh hành. Điều này cũng tốt. Nhưng nếu bạn thật tâm tu hành, bạn đâu cần phải sợ những người khác. Bạn chỉ sợ những lỗi lầm phát sinh từ thân khẩu ý của chính mình. Bạn cách phòng chính mình. Chúng ta phải nhanh chóng cải thiện mình, hiểu biết mình. Đây là cái mà tôi gọi là tu học. Hãy suy ngẫm điều này cho đến khi bạn nhận biết nó rõ ràng. Cách sống này là dựa vào tính nhẫn nại, không chùn bước trước mọi phiền não. Mặc dầu như thế là tốt, nó vẫn còn ở đẳng cấp tu hành mà chưa chứng đắc. Nếu đã chứng đắc thì bất kỳ những gì là sai trái chúng ta đã buông bỏ hết rồi. Bất kỳ điều gì là lợi ích chúng ta đều đã phát triển. Một khi chứng đắc, chúng ta kinh nghiệm một cảm giác an lạc. Bất kể người khác nói gì, chúng ta biết mình, chúng ta bình thản. Ở đâu chúng ta cũng tự tại. Những vị tăng trẻ mới tu có thể nghĩ rằng dường như vị cao tăng không đi kinh hành hay ngồi thiền nhiều cho lắm. Đừng bắt chước ông ta vì điều này. Bạn nên noi gương nhưng đừng bắt chước. Noi gương là một việc, bắt chước là một việc khác. Vị cao tăng an trụ trong trú xứ an lạc của riêng ông. Dù bề ngoài ông có vẻ như không tu hành gì cả, ông tu hành ở bên trong. Những gì trong tâm ông không thể nhận biết được bằng mắt. Tu hành theo đạo Phật là tu tâm. Dầu rằng sự tu hành không lộ rõ trong hành động và lời nói của ông, tâm ông là một thứ khác. Cho nên một vị thầy đã tu hành lâu năm, đã đi xa trên đường đạo, có thể có vẻ như phóng túng trong hành động và lời nói của mình, nhưng ông luôn cảnh giác. Ông bình thản, chỉ nhìn vào những hành động bên ngoài của ông ấy thôi.
rồi bạn cố bắt chước ông. Nói bất cứ những gì bạn muốn, nhưng nó không giống nhau. Bạn không có cùng đẳng cấp với ông, mặc dầu vị thầy có thể như chỉ ngồi quanh quẩn, ông không phóng dật. Ông sống trong thế gian, nhưng không bị khuấy động bởi nó. Chúng ta không thể nhìn thấy điều này, cho nên đừng phán xét dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Khi chúng ta nói hay hành động, tâm của chúng ta sẽ tương ứng với lời nói hay hành động đó. Nhưng một người đã tu hành đắc đạo có thể làm hay nói một điều gì một cách nào đó, nhưng tâm của họ thì khác hẳn, bởi vì nó theo sát Phật pháp và giới luật. Chẳng hạn, có lúc vị thầy có thể nghiêm khắc với đệ tử của mình. Lời nói của ông có thể gây gắt và phóng túng, hành động của ông thô lỗ. Nhưng tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là những biểu hiện bên ngoài. Chúng ta không nhìn thấy cái tâm không rời Phật pháp và giới luật của ông. Hãy làm theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Chánh niệm là con đường dẫn đến sự sống vĩnh hằng. Hãy suy ngẫm điều này. Bất cứ những gì người khác làm không phải là quan trọng, chỉ nhớ định luôn luôn. Hãy hiểu rằng chữ tỳ kheo theo định nghĩa của Đức Phật là người nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi. Kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi là kẻ nhìn thấy những sự sai lầm bản chất của thế gian. Thế giới này có quá nhiều hiểm họa, nhưng đa số người không nhìn thấy nó. Họ chỉ thấy những sự khoái lạc và hạnh phúc. Luân hồi là gì? Nỗi khổ của sự luân hồi thì khôn tả xiết, không thể tưởng tượng được. Hạnh phúc cũng là luân hồi. Nếu chúng ta không nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi, thì khi hạnh phúc đến, chúng ta bám chặt vào sự hạnh phúc và quên đi sự đau khổ. Chúng ta giống như một đứa trẻ không biết lửa là gì. Nếu chúng ta hiểu sự tu hành là như vậy, tỳ kheo là kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi. Nếu sự hiểu biết này, sự giảng dạy này được khắc sâu vào người chúng ta, thì dầu là đi, đứng, nằm hay ngồi, ở bất cứ nơi nào, chúng ta đều sẽ thản nhiên. Chúng ta xem xét chính mình, sự cảnh giác luôn luôn ở đó. Ngay cả khi đang ngồi yên thoải mái, chúng ta cũng cảm thấy như thế. Bất kể chúng ta làm gì, chúng ta đều nhìn thấy hiểm họa này. Cho nên chúng ta luôn ở trong một trạng thái tâm thức khác hẳn. Kẻ nhìn thấy hiểm họa của sự luân hồi, sống trong sự luân hồi mà cũng như không sống trong đó, có nghĩa là họ hiểu quan niệm đó và họ hiểu tính siêu việt của nó. Bất cứ những gì một người như thế nói ra cũng không giống những gì một người phàm nói. Bất cứ họ làm gì cũng không giống nhau. Bất cứ họ nghĩ gì cũng không giống nhau. Cách ứng xử của họ cũng khôn ngoan hơn rất nhiều. Cho nên có câu nói: noi gương nhưng đừng bắt chước. Kẻ ngu bám chặt vào mọi thứ, bạn không nên làm thế. Đừng quên mất chính mình. Về phần tôi, bởi thân thể tôi không khỏe cho lắm, tôi sẽ để những vị tăng khác chăm sóc một vài việc cho tôi. Có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Từ trước đến nay đã là như vậy rồi. Chừng nào cha mẹ còn sống, con cái đều khỏe mạnh và tốt đẹp. Khi cha mẹ chết, con cái chia lìa. Lúc trước chúng giàu có, nay thì nghèo. Điều này thường xảy ra trong đời sống thế tục, và nó cũng xảy ra ở đây. Ví dụ, khi vị thầy còn sống, mọi người đều vui vẻ và tiến bộ. Ông vừa qua đời là sự suy thoái bắt đầu ngay lập tức. Tại sao vậy? Bởi vì khi vị thầy còn sống, người ta cảm thấy sự tự mãn và họ quên đi chính mình. Họ không thực sự nỗ lực với sự học hỏi và tu hành. Như trong đời sống thế tục, khi cha mẹ còn sống, con cái phó thác mọi việc cho cha mẹ. Chúng dựa vào cha mẹ chúng và không biết cách chăm sóc cho chính mình. Khi cha mẹ chết, chúng trở thành những người ăn mày. Trong đời sống xuất gia nó cũng vậy. Nếu vị thầy đi khỏi hay chết, điều gần như luôn luôn xảy ra là các vị tăng sẽ giao tiếp nhiều hơn, chia phe phái và suy thoái dần. Sống dựa vào công đức của vị thầy, mọi việc đều trôi chảy. Khi vị thầy qua đời, các đệ tử thường chia rẽ, quan điểm xung đột. Những người nghĩ sai sống ở một nơi, những người nghĩ đúng sống ở một nơi khác. Những người cảm thấy bất an rời bỏ đoàn thể, dựng lên tu viện mới và thiết lập tông phái mới với nhóm đệ tử của riêng họ. Nó là như vậy đó. Lỗi là ở chúng ta. Khi vị thầy còn sống, chúng ta thiếu cảnh giác. Chúng ta không đem những tiêu chuẩn tu hành mà vị thầy dạy dỗ và ghi khắc chúng vào tâm của mình.
Sự tu hành của chúng ta là như vậy. Chẳng hạn, nếu trong số những người xuất gia ở đây chỉ có 10 người tu hành tốt thì Quách Ba Bông sẽ hưng thịnh. Giống như trong ngôi làng có 100 căn nhà, dầu chỉ có 50 người tốt thôi, ngôi làng đó cũng sẽ hưng thịnh. Thật ra, tìm được 10 người tốt thôi cũng đã khó lắm rồi. Còn với một tu viện như nơi này, khó mà tìm được ngay cả 5 hay 6 vị tăng thật sự thành tâm, thật sự tu hành. Dù sao đi nữa, bổn phận duy nhất của chúng ta bây giờ là tu hành cho tốt. Thử nghĩ đi, chúng ta có được gì ở đây? Chúng ta không có của cải, tài sản và gia đình nữa. Ngay cả thức ăn, chúng ta cũng chỉ ăn mỗi ngày một bữa. Là một người xuất gia, chúng ta xả bỏ mọi thứ. Chúng ta không nắm giữ một thứ gì. Tất cả những thứ mà người đời hưởng thụ, chúng ta đều dứt bỏ. Chúng ta xuất gia là để tu hành. Vậy thì tại sao chúng ta lại thèm khát những thứ khác, dính mắc vào sự tham lam, quán thù hay tà ứng? Nếu chúng ta không tu hành thì còn tệ hơn những người tại gia, bởi chúng ta không có chức phận gì cả. Nếu chúng ta không làm công việc gì hay nhận lãnh trách nhiệm của mình thì đó là sự lãng phí một đời sống sa môn. Sống mà không tỉnh giác thì cũng như chết. Hãy tự hỏi mình, tôi có thời gian để tu hành khi tôi chết không? Hãy luôn tự hỏi khi nào mình chết. Nếu chúng ta nghĩ như thế mãi, tâm của chúng ta sẽ luôn tỉnh giác. Khi có sự tỉnh giác liên tục, chánh niệm sẽ tự động theo sau, trí huệ sẽ sáng tỏ và chúng ta nhìn thấy bản chất thật của mọi vật. Sự tỉnh giác sẽ canh gác tâm, nhận biết sự nảy sinh của cảm xúc vào mọi lúc, ngày lẫn đêm. Đó gọi là có chánh niệm. Có chánh niệm là có sự tỉnh giác liên tục. Một người luôn tỉnh giác là người tu hành đúng cách. Đây là bổn phận của chúng ta. Chương 8. Tại sao chúng ta ở đây? Tại sao tôi sinh ra? Tôi có thể mang theo với mình những gì? Hãy tự hỏi mình như thế từ sáng đến tối. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ mãi mê mờ. Kỳ kiết hạ này tôi không khỏe lắm, nên tôi lên ngọn núi này để hít thở không khí trong lành. Người ta tới viếng thăm, nhưng tôi không thể đón tiếp họ như lúc trước, bởi vì tôi cảm thấy như hơi đã tàn, sức đã cạn. Thôi thì cứ coi như chúng ta có phước báo vì vẫn còn thân thể này ngồi ở đây cho các bạn nhìn. Không bao lâu nữa, bạn sẽ không thấy nó nữa. Hơi thở sẽ ngừng, tiếng nói sẽ dứt. Đức Phật gọi đó là sự hoại diệt của mọi hiện tượng nhân duyên. Chúng hoại diệt như thế nào? Hãy nhìn một cục nước đá. Lúc đầu nó chỉ là nước, bạn làm nó đông lại và nó trở thành nước đá. Nhưng không bao lâu thì nó tan chảy. Ngay cả một tảng nước đá lớn, nếu bạn để nó ngoài trời nắng, bạn có thể nhận thấy rằng nó tan rã ra giống như thân thể con người. Nó sẽ tan rã dần dần. Chỉ vài giờ hay có thể chỉ vài phút sau thì tất cả những gì còn lại sẽ là một vũng nước. Đây gọi là sự hoại diệt của các pháp hữu vi. Từ thời nguyên thủy nó đã là như vậy rồi. Khi chúng ta sinh ra, chúng ta mang theo bản chất cố hữu này vào thế giới với chúng ta. Chúng ta không thể trốn tránh nó. Từ lúc sinh ra, chúng ta đã mang theo sự già nua, bệnh tật và chết chóc với chúng ta. Đó là tại sao Đức Phật nói đến sự hoại diệt của các pháp hữu vi. Tất cả chúng ta ngồi đây trong căn phòng này hôm nay, chư tăng ni, thiện nam tín nữ, đều là những tảng thịt đang tan rã. Ngay bây giờ, tảng thịt đó cứng chắc như tảng nước đá. Nguyên thủy nó là nước, nó trở thành nước đá một thời gian và rồi tan chảy thành nước trở lại. Bạn có nhìn thấy sự hư hoại chính mình không? Hãy nhìn vào thân thể này, nó già thêm mỗi ngày. Tóc già đi, móng tay già đi, mọi thứ đều đang già đi.
bạn sẽ không như vậy mãi, có đúng không? Có một lúc bạn nhỏ bé hơn bây giờ rất nhiều. Giờ đây bạn đã lớn và trưởng thành. Từ giờ trở đi bạn sẽ hư hoại dần theo định luật thiên nhiên. Thân thể tan rã giống như tảng nước đá vậy, không bao lâu sẽ không còn gì nữa. Thân thể được tạo thành bởi tứ đại: đất, nước, gió, lửa, một tập hợp mà chúng ta gọi là một con người. Chúng ta yêu thích nó, gọi nó là một người nam hay một người nữ, rồi đặt tên cho nó ông gì đó, bà gì đó, vân vân, để chúng ta có thể nhận diện mỗi người dễ dàng hơn. Nhưng thật sự thì không có ai ở đó cả, chỉ có đất, nước, gió và lửa mà thôi. Khi chúng tập hợp lại trong hình dáng này, chúng ta gọi cái kết quả đó là một người. Nhưng đừng vội mừng, nếu bạn xem xét nó cho kỹ thì sẽ thấy là không có ai ở đó cả. Những thứ rắn chắc trong cơ thể như thịt, da, xương, vân vân được gọi là nguyên tố đất. Những phần chất lỏng là nguyên tố nước. Những tính năng có sức nóng trong cơ thể là nguyên tố lửa. Và những luồng khí luân lưu xuyên suốt cơ thể là nguyên tố gió. Tại Quách Ba Pông, chúng ta có một thân thể mà không có vẻ là nam hay nữ. Đó là một bộ xương đang treo lủng lẳng trong chánh điện. Nhìn nó, bạn không có cảm giác rằng nó là một người nam hay là một người nữ. Người ta hỏi nhau không biết nó là nam hay nữ và không ai trả lời được. Nó chỉ là một bộ xương, tất cả da và thịt đều đã mất. Người ta không hiểu được những điều này. Có người tới Quách Ba Pông, đi vào chánh điện, nhìn thấy bộ xương thì chạy một mạch ra ngoài. Họ không muốn nhìn thấy nó, họ sợ những bộ xương. Tôi nghĩ những người này chưa bao giờ nhìn thấy chính mình. Họ cần phải suy gẫm về cái công dụng lớn lao của một bộ xương. Để tới tu viện này, họ phải đi xe hay đi bộ. Nếu họ không có xương, làm sao họ di chuyển tới lui được? Họ có thể đi bộ được không? Nhưng họ lái xe tới Quách Ba Pông, đi bộ vào chánh điện, nhìn thấy bộ xương thì bỏ chạy ra ngoài. Họ chưa bao giờ nhìn thấy một thứ như thế. Họ sinh ra với nó, thế nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy nó. Cho nên thật là may mắn là họ có cơ hội nhìn thấy nó bây giờ. Ngay cả người già nhìn thấy bộ xương cũng hoảng sợ. Tại sao vậy? Điều này cho thấy rằng họ chưa nhận biết chính mình, họ không thật sự biết chính mình. Có thể khi về nhà họ sẽ mất ngủ vài ba ngày, nhưng họ đang ngủ với một bộ xương. Họ mặc áo quần cho nó, ăn uống với nó, làm mọi thứ với nó, nhưng họ sợ nó. Thật là tội nghiệp cho những người không biết gì về chính mình. Họ luôn nhìn vào bên ngoài, nhìn cây cỏ, nhìn người khác, nhìn vật khác, rồi bình luận cái này lớn, cái đó nhỏ, cái kia ngắn, cái nọ dài. Họ quá bận rộn nhìn những thứ khác nên chẳng bao giờ nhìn thấy chính mình. Con người thật là đáng thương, họ không có nơi trú ẩn. Trong những buổi lễ thọ giới, người thọ pháp phải học năm đề mục niệm căn bản: tóc, lông, móng tay, răng, da. Vài người thuộc tầng lớp trí thức cười thầm khi họ nghe tới phần này. Vị pháp sư này đang tính dạy chúng ta điều gì đây? Dạy chúng ta về tóc khi chúng ta đã có nó vài chục năm nay rồi. Tại sao ông ta phải dạy dỗ chúng ta những điều mà chúng ta đã biết? Những người vô minh là vậy đó. Họ cho rằng họ đã có thể nhìn thấy tóc. Tôi bảo họ rằng khi tôi nói nhìn thấy tóc, có nghĩa là nhìn thấy bản chất thật của nó. Nhìn thấy thực chất của sợi lông, của móng tay, răng và da. Đó là điều mà tôi gọi là nhìn thấy. Không phải nhìn một cách hời hợt, nhưng nhìn đúng với sự thật. Chúng ta đã chẳng chìm đắm đến thế nếu chúng ta có thể nhìn thấy thực chất của chúng: tóc, móng tay, răng, da. Chúng thật sự là gì? Chúng có xinh đẹp không? Chúng có sạch sẽ không? Chúng có thực chất không?
chúng có ổn định không? Không, chúng chẳng là gì cả. Chúng không xinh đẹp, không có thực chất, nhưng chúng ta tưởng tượng ra chúng là như thế. Tóc, móng tay, răng và da, con người thật sự bám chặt vào những thứ này. Đức Phật lấy các phần này trên cơ thể làm những đề mục niệm căn bản. Ngài dạy chúng ta nhận biết chúng. Chúng tạm bợ, bất toàn và vô chủ. Chúng không thuộc về tôi hay của tôi. Chúng ta sinh ra với chúng và bị chúng đánh lừa, nhưng chúng thật sự là hôi thối. Giả sử chúng ta không tắm chừng một tuần lễ, chúng ta có thể ngồi cạnh nhau nổi không? Chúng ta thật sự hôi lắm. Khi người ta đổ mồ hôi nhiều, chẳng hạn như khi nhiều người cùng làm việc cực nhọc, mùi của họ lại càng khó ngửi hơn. Chúng ta về nhà, tắm đi nước và xà phòng thì mùi hôi giảm bớt đôi chút. Mùi thơm của xà phòng thay thế vào đó. Xoa xà phòng lên người có thể khiến cho nó có vẻ thơm tho. Nhưng sự thật thì cái mùi hôi của thân thể vẫn còn đó, chỉ tạm thời bị đè nén thôi. Khi mùi xà phòng bay hết, mùi hôi của thân thể sẽ trở lại. Chúng ta thường nghĩ rằng thân thể này là xinh đẹp, thú vị, lâu bền và mạnh mẽ. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ già nua, bệnh tật hay chết. Chúng ta bị mê hoặc và bị lừa. Và rồi chúng ta không biết gì về nơi trú ẩn thật sự bên trong chúng ta. Nơi trú ẩn thật sự là tâm. Chánh điện mà chúng ta ngồi đây có thể rất lớn, nhưng nó không phải một nơi trú ẩn thật sự. Chim bồ câu ẩn náu nơi đây cùng với những con thằn lằn và tắc kè. Chúng ta có thể cho rằng chánh điện này thuộc về chúng ta, nhưng không, chúng ta sống ở đây cùng với mọi thứ khác. Đây chỉ là một nơi ẩn náu tạm thời, và không sớm thì muộn, chúng ta phải rời bỏ nó. Người ta nhầm lẫn, họ xem những nơi như thế này là trú xứ thật sự. Cho nên Đức Phật mới bảo bạn tìm kiếm trú xứ của mình, có nghĩa là tìm kiếm chân tâm của bạn. Cái tâm này rất quan trọng. Thường thì người ta không nhìn vào những điều quan trọng, họ dành phần lớn thời gian cho những thứ không quan trọng. Ví dụ khi chùa dọn, họ có thể còng lưng xuống để quét sàn nhà, rửa chén bát, vân vân, nhưng họ không nhận biết tâm của chính mình. Tâm của họ có thể mục nát, họ có thể cảm thấy tức giận và họ rửa chén với vẻ chua chát. Họ không nhận thấy rằng tâm họ không tinh khiết. Đây là cái mà tôi gọi là lấy chỗ ở tạm làm nơi trú ẩn. Họ làm đẹp căn nhà, nhưng họ không nghĩ đến việc làm đẹp chính tâm của họ. Họ không suy ngẫm về sự khổ. Đức Phật dạy chúng ta tìm kiếm nơi trú ẩn trong chính tâm của mình. Bạn có thể trú ẩn nơi người nào khác sao? Trú xứ thật là tâm, không nơi nào khác. Bạn có thể cố nương tựa vào những thứ khác, nhưng chúng không đáng tin cậy. Bạn chỉ có thể nương tựa vào những thứ khác nếu bạn đã sẵn có một nơi trú ẩn bên trong chính bạn rồi. Cho nên tất cả các bạn xuất gia và tại gia, những người đến đây hôm nay, hãy suy ngẫm về điều này. Hãy tự hỏi mình: tôi là ai? Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi sinh ra? Có người không biết, họ muốn sống hạnh phúc, nhưng sự khổ không bao giờ ngừng nghỉ. Giàu hay nghèo, già hay trẻ, họ đều đau khổ, toàn là đau khổ. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có trí huệ. Người nghèo đau khổ vì họ không có đủ dùng, và người giàu đau khổ vì họ có quá nhiều. Khi mới tu, có lần tôi giảng về sự phúc lạc của một đời sống giàu có với nhiều của cải và tôi tớ vân vân, cả trăm tớ gái, hàng trăm tớ trai, 100 con voi, 100 con bò, 100 con trâu, 100 đủ thứ. Người ta nghe thế rất háo hức. Nhưng thử nghĩ đến việc coi sóc 100 con trâu hay 100 con bò, 100 tớ trai và tớ gái. Bạn có thể tưởng tượng mình phải coi sóc tất cả những thứ đó không?
Người ta không nhìn thấy khía cạnh này, họ muốn có trâu, bò, tôi, tớ hàng trăm người. Nhưng tôi nói, chỉ 50 con trâu thôi cũng đã quá nhiều. Chỉ với việc bệnh dây thừng cho những con vật đó thôi cũng đã quá nhiều rồi. Nhưng người ta không nghĩ đến điều này. Họ chỉ nghĩ đến sự sung sướng của việc sở hữu đồ vật. Họ không nghĩ đến sự phiền phức đi kèm theo đó. Nếu chúng ta không có trí huệ, mọi thứ chung quanh chúng ta đều sẽ là nguồn gốc của sự khổ. Nếu chúng ta khôn ngoan, những thứ này sẽ mang chúng ta ra khỏi khổ đau. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Mắt không nhất thiết là điều tốt, bạn biết mà. Nếu bạn đang buồn phiền, chỉ nhìn thấy người khác thôi có thể làm cho bạn tức giận và mất ngủ. Hay bạn có thể đang yêu, yêu cũng là đau khổ nếu bạn không đạt được điều mình muốn. Tình yêu và hận thù đều là đau khổ, bởi vì có sự ham muốn. Muốn là đau khổ. Muốn không có một thứ gì cũng là đau khổ. Muốn đạt được điều gì, ngay cả khi bạn đã đạt được nó, bạn vẫn đau khổ, bởi vì bạn sẽ sợ mất nó. Chỉ toàn là đau khổ. Làm sao bạn có thể sống như những thứ đó? Bạn có thể có một căn nhà rộng lớn, sang trọng, nhưng nếu tâm bạn không tốt, sự việc sẽ chẳng êm đẹp như bạn tưởng. Bạn nên nhìn vào chính mình. Tại sao chúng ta sinh ra? Chúng ta có thực sự đạt được một thứ gì trên cõi đời này không? Ở quê, từ nhỏ người ta đã bắt đầu làm ruộng. Khi đến tuổi 17 hay 18, họ vội vã lập gia đình, vì e rằng họ không có đủ thời gian để lập nghiệp. Họ bắt đầu làm việc từ lúc còn rất trẻ, hy vọng rằng họ sẽ giàu có. Họ làm ruộng mãi cho đến khi họ 70, 80 hay 90 tuổi. Tôi hỏi họ, bạn làm việc từ lúc mới sinh ra, bây giờ đã đến lúc gần đất xa trời, bạn có gì để mang theo với mình không? Họ chỉ nói, chịu thôi. Có câu nói, đừng nấn ná trên đường khi đi hái dâu, trước khi bạn biết ra thì trời đã tối. Hài lòng với chỉ một câu, chịu thôi, họ ngồi trong bụi dâu ngốn ngáo ăn. Chịu thôi, chịu thôi. Khi bạn còn trẻ, bạn cho rằng sống độc thân là không tốt, bạn cảm thấy hơi cô đơn, nên bạn tìm một người bạn đời để chung sống. Bỏ hai người vào một chỗ thì sẽ có sự xung đột. Sống một mình thì quá yên lặng, nhưng sống với những người khác thì có sự xung đột. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ nghĩ khi chúng lớn lên chúng ta sẽ khỏe hơn. Họ ráng nuôi con 3, 4, 5 đứa gì đó, nghĩ rằng khi chúng khôn lớn, gánh nặng của họ sẽ nhẹ bớt. Nhưng khi chúng lớn lên, gánh nặng lại càng lớn hơn. Khi con cái còn nhỏ, chúng không làm phiền bạn nhiều lắm, chỉ một chén cơm và thỉnh thoảng một vài trái chuối là đủ. Khi chúng lớn lên, chúng muốn có xe gắn máy hay xe hơi. Hẳn nhiên bạn thương con nên không thể từ chối chúng. Thế nên bạn cố cho chúng những gì chúng muốn. Phiền phức rồi. Đôi lúc cha mẹ cãi vã nhau chỉ vì chuyện này. Đừng mua xe hơi cho nó, chúng ta đâu có đủ tiền. Nhưng vì thương con, bạn đi vay mượn tiền, rồi còn học phí nữa. Khi chúng học xong, chúng ta sẽ khỏe. Nhưng việc học đâu có giới hạn, khi nào chúng mới học xong? Chỉ với môn học Phật Pháp thì mới có điểm dừng. Tất cả những môn học khác chẳng đi tới đâu, chỉ có nhức đầu mà thôi. Nếu gia đình có 4-5 đứa con, cha mẹ thường cãi nhau mỗi ngày. Chúng ta không nhìn thấy sự khổ đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Khi nó xảy ra, chúng ta mới biết sự khổ đó, sự khổ vốn có trong thân thể chúng ta thì khó thấy trước được. Khi tôi còn là một đứa trẻ chăn trâu, tôi lấy than chà răng để cho răng trắng. Nhìn thấy hàm răng trắng trẻo của mình, tôi rất thích. Tôi bị mấy cái xương của mình lừa gạt mình, chỉ vậy thôi. Khoảng 50 hay 60 tuổi, răng tôi bắt đầu lỏng dần.
Khi răng rụng nó đau nhức lắm, như thể bạn vừa bị ai đá trúng vào miệng. Nhất là khi bạn ăn, nó lại càng đau hơn. Cho nên tôi đi đến nha sĩ để nhổ hết tất cả. Bây giờ tôi có răng giả. Răng thật gây quá nhiều phiền phức cho tôi, nên tôi nhổ chúng hết, tất cả 16 cái. Vị nha sĩ cảm thấy e ngại khi phải nhổ hết 16 cái một lần, nhưng tôi nói với ông: cứ nhổ hết đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Thế nên ông nhổ hết tất cả một lần. Có cái vẫn còn tốt, ít nhất là 5 cái. Lấy chúng ra hết. Sau đó tôi không thể ăn uống gì được đến mấy ngày. Khi còn là đứa trẻ chăn trâu, tôi nghĩ rằng đánh bóng hàm răng của mình là một việc khôn ngoan. Tôi rất thích những cái răng của mình. Tôi nghĩ rằng chúng rất đẹp. Nhưng có những lúc tôi bị nhức răng đến chết được. Có khi tôi bị đau răng cả tháng trời và nướu răng sưng lớn lên. Tôi chỉ muốn bạn biết về những điều này, về sự khổ phát sinh từ bên trong thân thể chúng ta. Không có gì bên trong thân thể này mà bạn có thể tin cậy được. Nó không tệ lắm khi bạn còn trẻ, nhưng khi bạn già, mọi thứ bắt đầu hư hao, mọi thứ bắt đầu tan rã. Không có một kiến thức nào hay khoa học nào có thể thay đổi quy luật thiên nhiên này. Bạn có thể nhờ một nha sĩ xem xét hàm răng của mình, nhưng dầu ông có sửa chữa được đi nữa thì cũng sẽ có một ngày chúng sẽ đi tới đoạn kết. Cuối cùng, ngay cả vị nha sĩ cũng có vấn đề. Mọi thứ tan rã vào lúc cuối. Đây là những thứ mà chúng ta nên suy ngẫm khi chúng ta vẫn còn nhuệ khí. Chúng ta nên tu hành khi còn trẻ. Nếu bạn muốn làm phước báo, hãy làm nhanh lên, đừng để việc đó cho những người già. Đa số người đợi cho đến khi già nua rồi mới tìm tới tu viện để tu hành. Đàn ông và đàn bà cũng nói như nhau: để đến già đã. Tôi không biết sao họ có thể nói như thế. Một người già có được bao nhiêu sức lực và nhuệ khí? Cứ thử để họ chạy đua với một người trẻ và nhìn thấy sự khác biệt lớn đến chừng nào. Họ đợi đến già cứ như thể họ không bao giờ chết. Khi đến tuổi 50 hay 60 rồi thì: bà nội ơi, chúng ta cùng đi chùa nhé. Con đi đi, tai bà nghe không rõ nữa. Hiểu ý tôi không? Khi đã lãng tai thì bà nghe thứ gì đây? Chịu thôi, chỉ chơi với mấy bụi dâu mà thôi. Cuối cùng, khi tai hết nghe được, bà đi chùa, chẳng còn hy vọng gì nữa. Bà lắng nghe buổi thuyết pháp nhưng chẳng hiểu họ nói gì. Người ta đợi đến khi hơi tàn sức kiệt rồi mới nghĩ đến việc tu hành. Đây là những thứ mà bạn nên bắt đầu quan sát. Chúng là gia tài của chúng ta. Chúng sẽ trở nên nặng nề hơn mỗi ngày, một gánh nặng đối với chúng ta. Trong quá khứ, chân tôi rất khỏe, tôi có thể chạy. Bây giờ, ngay cả việc đi bộ quanh đây, tôi cũng thấy nặng nề. Trước kia, chân tôi mang vác tôi, nay tôi phải mang vác chúng. Khi tôi còn nhỏ, tôi thấy người già đứng dậy từ chỗ ngồi của họ một cách khó khăn, đau đớn. Ngay cả đến lúc đó, họ vẫn chưa muốn học. Lúc ngồi xuống, họ rên rỉ: ai da. Đứng dậy, họ rên rỉ: ai da. Luôn luôn ai da. Nhưng họ không biết điều gì khiến họ phải rên rỉ. Ngay cả khi đó, họ vẫn không nhìn thấy sự suy sụp của thân thể. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn lìa bỏ nó. Sự đau nhất chỉ là những diễn tiến tự nhiên. Người ta gọi đó là chứng viêm khớp, sỏi mật, thấp khớp, vân vân. Và vị y sĩ kê toa thuốc, nhưng cơ thể chẳng bao giờ lành lặn hoàn toàn. Cuối cùng, nó vẫn sẽ đi đến một kết thúc mà ngay cả vị y sĩ cũng không thể tránh được. Đó là sự diễn biến tự nhiên của các nhân duyên. Đó là đường lối của chúng, bản chất của chúng. Thử xem xét điều này. Nếu bạn nhận ra điều này thì tốt cho bạn. Giống như nhìn thấy một con rắn độc trên đường từ xa, nếu nhìn thấy nó, bạn có thể đi tránh qua một bên để không bị nó cắn.
Nếu không nhìn thấy nó, bạn có thể dẫm lên nó. Khi gặp chuyện đau khổ, người ta không biết phải làm gì. Đi đâu để giải quyết nó đây? Họ muốn lẩn tránh sự khổ, muốn thoát khổ, nhưng không biết làm sao để đối phó với nó. Và cứ thế, họ sống cho đến khi già nua, bệnh hoạn, rồi chết. Lúc xưa, khi có người bị bệnh sắp chết, một trong những thân quyến của họ sẽ thì thầm chữ Phật, Phật trong tai họ. Họ làm gì với Phật lúc này? Chữ Phật còn lợi ích gì khi họ sắp lên giàn hỏa thiêu? Khi hơi thở của họ đã đứt quãng, bạn đến nói với họ: Mẹ ơi, Phật, Phật. Đừng lãng phí thời gian làm gì, bạn chỉ làm cho bà ấy rối loạn. Hãy để bà ta ra đi yên ổn. Khi mới kết hôn, người ta thường chấp nhận nhau, nhưng về già họ lại không hiểu nhau. Nhiều khi người vợ nói gì, người chồng cũng thấy bực bội. Người chồng nói gì, người vợ cũng không muốn nghe. Họ quay lưng lại với nhau. Không phải tôi nói thế bởi vì tôi không có gia đình. Tại sao tôi không lập gia đình? Chỉ nghe hai chữ kết hôn thôi, tôi đã biết nó sẽ là gì rồi. Kết là kết chặt lại. Giả sử con người lấy một sợi dây thừng và cột bạn lại trong khi bạn đang ngồi đây, bạn cảm thấy thế nào? Đó gọi là bị kết chặt. Có một cái dòng trói buộc. Người đàn ông sống trong cái dòng trói buộc của ông ấy, và người đàn bà sống trong cái dòng trói buộc của bà ấy. Hãy suy ngẫm cho kỹ. Nếu bạn vẫn chưa nhận ra điều này ngay bây giờ, bạn có thể nhận biết sau này. Con người đã nhận ra một phần nào, những người khác đã hết phương kế. Mình nên ở lại hay nên đi đây? Tại Wat Pa Kong có khoảng 70 hay 80 cái chòi tranh. Tôi thường bảo vị sư trưởng giữ lại một vài cái chòi trống trong trường hợp có người cãi giả với vợ hay chồng của mình. Quả thật, chẳng bao lâu thì có một phụ nữ khăn gói đến xin xuất gia. Tôi chán thế giới này lắm rồi, Loan Po. Ồ, đừng nói thế, những chữ đó nặng nề quá. Rồi người chồng đến và nói rằng ông cũng chán. Nhưng sau vài ba ngày trong tu viện, sự chán ngán thế gian của họ biến mất. Thật ra họ chỉ đang lừa gạt chính mình. Sau khi ngồi yên tĩnh một hồi trong chòi, họ bắt đầu suy nghĩ: không biết khi nào bà ta mới đến đây năn nỉ mình về nhà nhé. Họ không thực sự biết điều gì đang xảy ra. Cái chán thế giới này của họ là gì thế? Họ tức giận một điều gì đó và chạy đến tu viện. Ở nhà mọi thứ đều sai cả, người chồng sai, người vợ sai. Nhưng sau ba ngày yên lặng, họ suy nghĩ: vợ mình nói cũng đúng, mình sai thật. Hay chồng mình đúng, mình không nên tức giận như thế. Họ thay đổi lập trường. Đó là như thế đó. Đó là tại sao tôi không quá quan tâm đối với những việc thế gian. Tôi biết nó rất rõ, cho nên tôi đã chọn đời sống xuất gia. Đây là bài tập của bạn. Dù bạn làm ruộng ngoài đồng hay làm việc trong công sở, hãy suy ngẫm những lời sau. Hãy tự hỏi, tại sao tôi sinh ra? Tôi có thể mang theo với mình những gì? Hãy tự hỏi mình như thế từ sáng đến tối. Nếu bạn làm thế, bạn sẽ sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn. Nếu không, bạn sẽ mê mờ mãi. Nếu bạn không hiểu rõ lúc này, có thể sau này bạn sẽ hiểu. Ồ, thì ra đó là điều mà Loan Po muốn nói. Vậy mà lúc trước mình không hiểu. Tôi nghĩ rằng như vậy là đủ cho ngày hôm nay. Nếu tôi nói lâu hơn nữa, thân thể già nua này sẽ mỏi mệt. Chương 9: Cơn lũ dục vọng. Đức
Phật nói, bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó, hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Cơn lũ của dục vọng, chìm đắm trong cảnh sắc, trong thinh âm, trong mùi vị, trong khoái lạc nhục dục. Chìm đắm bởi vì chúng ta chỉ nhìn vào bên ngoài mà không nhìn vào trong. Người ta không nhìn thấy chính mình mà chỉ lo nhìn những người khác. Mọi người khác họ đều có thể thấy, nhưng chính họ thì không. Nhưng có gì khó khăn đâu, chỉ là người ta không thật sự cố gắng. Thí dụ, nhìn một người phụ nữ xinh đẹp, điều gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy một người phụ nữ cho bạn cảm giác gì? Vừa nhìn thấy khuôn mặt là bạn nhìn thấy mọi thứ khác. Bạn hiểu tôi nói gì chứ? Cặp mắt chỉ nhìn một chút thôi thì tâm đã nhìn thấy những phần còn lại. Tại sao nhanh như thế? Đó là bởi vì bạn đã chìm đắm trong cơn lũ. Bạn kẹt trong sự suy nghĩ và trí tưởng tượng của bạn, giống như kẻ nô lệ đang bị một người khác điều khiển. Khi họ bảo ngồi, bạn phải ngồi. Khi họ bảo bạn đi, bạn phải đi. Bạn không thể trái lời họ, bởi vì bạn là nô lệ của họ. Bị nô lệ cho lục căn cũng vậy đó. Bất kể bạn cố gắng bao nhiêu, bạn dường như không thể dứt bỏ nó. Và nếu bạn trông đợi người khác dứt bỏ nó cho bạn, bạn chỉ tạo phiền phức cho mình. Cho nên Đức Phật để chúng ta tự lựa chọn sự tu hành và thoát khổ. Chẳng hạn như Niết Bàn, Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Tại sao Đức Phật không diễn tả Niết Bàn một cách chi tiết hơn? Tại sao Ngài bảo chúng ta tu hành và tự mình chứng ngộ? Có người phân vân, nếu Đức Phật thật sự biết rõ điều đó, họ lý luận, Ngài đã nói cho chúng ta biết, tại sao Ngài che giấu? Nghĩ như thế là sai. Chúng ta không thể nhận biết chân lý bằng cách này. Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải huấn luyện để có thể chứng ngộ. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết cách phát triển trí huệ mà thôi. Ngài nói rằng chính chúng ta phải tu hành để đạt đến mục đích. Nhưng con đường mà Đức Phật giảng dạy đi ngược lại những thói quen của chúng ta, thanh đạm, kiềm thúc, nhưng chúng ta không thích điều đó. Cho nên chúng ta nói, hãy chỉ cho chúng tôi, hãy chỉ cho chúng tôi đường đến Niết Bàn, để chúng tôi có thể đi đến đó một cách dễ dàng. Trí huệ cũng vậy. Đức Phật không thể chỉ cho chúng ta trí huệ. Nó không phải là một thứ có thể phân phát. Đức Phật có thể chỉ cách phát triển trí huệ, nhưng phát triển được bao nhiêu trí huệ thì còn tùy vào mỗi người, bởi vì phước báo và nghiệp quả của mỗi người khác nhau. Sự chứng ngộ vì thế có lúc nhanh, lúc chậm. Đức Phật và các đệ tử của Ngài đều tự mình tu hành, nhưng dầu vậy, họ vẫn dựa trên sự hướng dẫn và khuyên bảo của vị thầy trong quá trình tu tập. Khi nghe pháp, có thể chúng ta muốn nghe cho đến khi không còn nghi ngờ. Nhưng sự nghi ngờ không bao giờ chấm dứt chỉ với việc nghe pháp. Sự nghi ngờ không dứt bằng sự lắng nghe hay suy tư. Nghe pháp thôi không đưa tới sự chứng ngộ. Tuy nhiên, nghe pháp rất lợi ích. Vào thời Đức Phật, có người chứng ngộ và đạt tới đẳng cấp A-la-hán trong khi nghe thuyết pháp. Nhưng những người này, đẳng cấp của họ vốn đã cao rồi. Họ vốn đã hiểu biết rất sâu, giống như một quả bóng. Khi quả bóng được bơm hơi, nó căng phồng lên, không khí bên trong ép vào thành quả bóng. Nhưng không có lỗ để nó thoát ra. Chỉ cần lấy kim chích thủng trái banh thì không khí lập tức tuôn ra ngoài. Tâm của những đệ tử được khai ngộ khi nghe pháp thì cũng giống như quả bóng đó. Nó sẵn đã có cái sức ép này ở bên trong. Nó chỉ chưa thoát ra vì còn có những bức thành mỏng ngăn che chân lý. Khi họ nghe pháp và nó gõ vào đúng chỗ thì trí huệ phát sinh. Họ lập tức hiểu, lập tức xả bỏ và đắc đạo. Nó là vậy đó. Tâm thay đổi từ cách nhìn này đến cách nhìn khác. Bạn có thể cho rằng nó còn xa, hay có thể nói rằng nó rất gần.
Đây là điều mà chúng ta phải tự làm cho mình. Đức Phật chỉ có thể cho chúng ta phương pháp để phát triển trí huệ. Vậy thì tại sao sau khi nghe pháp, chúng ta vẫn không thể liễu ngộ chân lý? Đó là bởi vì có một tấm màn ngăn che nó. Bạn có thể nói rằng chúng ta bị chìm đắm trong dục lạc, chìm đắm trong dòng sinh tử. Dục vọng nảy sinh theo thanh sắc, mùi vị, cảm xúc và tư tưởng. Đồng hóa với những thứ này, tâm bám chặt và bị kẹt vào dục lạc. Những hành giả biến nhát thường không nhớ đến đạo pháp. Thế nhưng khi bị rầy la, họ cứ nhớ mãi sự khiển trách đó. Họ có thể bị rầy la khi kỳ kiết hạ bắt đầu, và sau khi kỳ kiết hạ kết thúc, họ vẫn không quên chuyện đó. Chừng nào còn sống, họ vẫn không quên, nhất là khi sự khiển trách đó có tác động lớn đối với họ. Nhưng khi nói đến sự giảng dạy của Đức Phật, những việc như sự điều thân, kiềm thúc, tu tập chuyên cần, tại sao người ta không giữ mãi những điều này trong tâm? Tại sao họ cứ quên mãi? Cứ quan sát sự tu hành của chúng ta ở đây thì biết. Ví dụ, những giới luật như sau khi ăn, trong khi rửa y bát, đừng trò chuyện, ngay cả bấy nhiêu thôi mà người ta cũng không làm được. Mặc dù chúng ta biết rằng tán ngẫu không ích lợi gì, mà chỉ trói buộc chúng ta vào dục lạc ngũ trần, người ta vẫn thích nói. Không bao lâu họ bắt đầu bất đồng ý kiến, và cuối cùng thì tranh cãi và gây gổ. Điều này không có gì là phức tạp và khó hiểu cả, nó rất là cơ bản. Thế nhưng người ta có vẻ như không muốn cố gắng. Họ nói họ muốn được khai ngộ, nhưng họ muốn khai ngộ theo kiểu của họ. Họ không muốn tu tập và rèn luyện bản thân. Tất cả những giới luật tu hành đều là những phương tiện khéo léo để giúp hành giả thấu suốt và chứng đạo, nhưng người ta không chịu tuân thủ. Sự tu hành chân chánh hay sự tu hành thành tâm không nhất thiết có nghĩa là bạn phải hao tổn rất nhiều năng lượng. Chỉ bỏ ra chút nỗ lực trong tâm, phấn đấu một chút với những cảm xúc phát sinh, nhất là những cảm xúc nặng về dục lạc, chúng là kẻ thù của chúng ta. Nhưng hình như người ta không thể làm thế. Năm nào cũng vậy, càng gần đến cuối kỳ kiết hạ thì tình trạng càng trở nên tệ hại. Có người dường như hết muốn chịu nổi. Càng gần đến lúc cuối, họ lại càng giải đãi, phóng dật. Năm nào tôi cũng nói về điều này, nhưng họ vẫn không nhớ. Chúng tôi có đưa ra một số quy định, nhưng chưa tới một năm thì không ai chấp hành cả. Những cuộc trò chuyện vô bổ lại bắt đầu, sự tu hành khoái bộ, thường là như vậy đó. Những người thật sự muốn tu hành nên suy ngẫm về kết quả bất lợi của những điều này. Khi chúng ta được thâu nhận vào hàng ngũ xuất gia, chúng ta sống giản dị. Thế nhưng có vài người đã hoàn tục để đi ra chiến trường, nơi súng đạn bay dèo dèo mỗi ngày. Họ thích như thế. Họ thật sự muốn đi lính. Họ không thấy nguy hiểm sao? Họ sẵn sàng chết vì bom đạn. Nhưng không ai muốn chết để phát triển đức hạnh. Đó là bởi vì họ là những kẻ nô lệ. Họ không nhìn thấy sự nguy hiểm. Thật là lạ, bạn nghĩ rằng họ có thể nhận ra điều đó, nhưng không. Nếu đến lúc đó mà họ vẫn chưa nhận thấy, thì họ thật là hết hy vọng. Họ quyết định ở lại trong guồng máy sinh tử luân hồi. Sự việc là như thế đó. Nếu bạn hỏi họ, tại sao anh sinh ra? Có lẽ họ sẽ không trả lời được, bởi vì họ không nhận ra điều đó. Họ chìm đắm trong thế giới của lục căn, lục trần, và chìm đắm trong sự trở thành tha va. Tha va là phạm vi sinh khởi, nơi sinh của chúng ta. Nói ngắn gọn, chúng ta sinh ra từ đâu? Tha va là điều kiện tiên quyết cho sự sinh khởi. Ở đâu có sự sinh khởi thì đó là tha va. Thí dụ, giả sử chúng ta có một vườn táo mà chúng ta rất thích. Đó là một tha va cho chúng ta, nếu chúng ta không dùng trí huệ để quán xét.
Tại sao thế? Giả sử vườn cây của chúng ta có 100 hay 1000 cây táo, chừng nào chúng ta còn xem chúng là cây của chúng ta? Chúng ta sinh vào trong mỗi cây đó, sinh ra làm con sâu, trong một ý nghĩa nào đó, bởi cái tâm trở thành đã chui vào trong mỗi cây táo đó. Hay dầu cho thân thể con người của chúng ta vẫn còn đó trong căn nhà, nó vẫn như thể chúng ta đã gửi xúc tu vào mỗi cây đó. Làm sao chúng ta biết rằng đó là Thava? Nó là Thava, tức phạm vi sinh khởi, bởi vì chúng ta bám chặt vào cái ý tưởng rằng những cây đó là của riêng chúng ta. Nếu có người lấy rìu chặt một trong những cây này xuống, chúng ta ở trong nhà của mình sẽ chết với cái cây đó. Chúng ta sẽ nổi nóng và phải xử lý vấn đề. Có thể chúng ta sẽ cãi lộn với người đó. Sự cãi giả đó là sự sinh khởi. Phạm vi sinh khởi là cái cây mà chúng ta bám vào như thể nó thuộc về chúng ta. Chúng ta sinh ra ngay tại nơi mà chúng ta cho rằng nó là của chúng ta. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào, chúng ta sinh ra ở nơi đó. Chúng ta hiện hữu ngay nơi đó. Chúng ta sinh ra ngay khi chúng ta biết. Đây là cái biết từ sự không biết. Chúng ta biết rằng có người vừa đốn một trong những cái cây của chúng ta, nhưng chúng ta không biết rằng những cái cây đó không thật sự là của chúng ta. Đây gọi là cái biết từ sự không biết. Và rồi chúng ta sinh vào cái Thava đó. Vata, bánh xe luân hồi vận chuyển như thế này. Người ta bám chặt vào Thava, họ lệ thuộc vào Thava. Nếu họ ưa thích Thava, đây là một sự sinh khởi. Và nếu họ đau khổ vì những thứ như thế, thì đây cũng là một sự sinh khởi. Chừng nào chúng ta không xả bỏ, chúng ta sẽ còn kẹt trong vòng luân hồi. Hãy suy ngẫm về điều này. Bất cứ thứ gì chúng ta bám víu vào như thể nó là chính chúng ta hay của chúng ta, đó là một phạm vi sinh khởi. Phải có một Thava, một phạm vi sinh khởi, trước khi sự sinh khởi có thể xảy ra. Do đó Đức Phật có nói: bất cứ thứ gì bạn có, đừng có nó. Hãy để nó ở đó, nhưng đừng làm cho nó trở thành của bạn. Bạn phải hiểu sự có và không có này, biết được bản chất của chúng, đừng quanh quẩn trong sự đau khổ. Nơi mà bạn sinh ra, bạn có muốn trở lại đó để được tái sinh không? Hãy suy ngẫm điều này. Càng gần đến cuối kỳ kiết hạ, chư tăng và thiền giả càng chuẩn bị để quay lại đời sống cũ và sinh ra ở đó. Thật đó, bạn cho rằng người ta thích sống trong bụng của một người khác sao? Thật khó chịu vô cùng. Thử nghĩ đi, chỉ ở trong chòi của bạn một ngày thôi, đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ là bạn đã ngộp thở rồi. Nếu như phải nằm trong bụng một người nào 9-10 tháng thì sẽ ra sao? Người ta không nhìn thấy cái giá của nó. Bạn có muốn trở lại trong bào thai đó không? Bạn đang tiếc nuối điều gì thế? Đó là Thava, cội rễ là ở đó. Mọi thứ xoay quanh đó. Đức Phật bảo chúng ta quán chiếu điểm này. Người ta nghĩ đến nó nhưng vẫn không nhận thấy nó. Mọi người đều chuẩn bị để trở lại nơi đó nữa. Họ biết rằng ở trong đó rất khó chịu, thế nhưng họ muốn đưa đầu vào đó, đặt cổ vào cái thòng lọng một lần nữa. Mặc dầu họ có thể biết rằng cái thòng lọng này rất là khó chịu, họ vẫn muốn đưa đầu vào đó. Tại sao họ không hiểu điều này chứ? Khi tôi nói những chuyện này, người ta sẽ nói: nếu đúng là như vậy thì mọi người sẽ phải cạo đầu như tôi cả. Và rồi thế giới này sẽ ra sao? Bạn sẽ chẳng bao giờ có thể khiến cho mọi người đi tu, cho nên đừng lo. Tôi trở thành một sa di vào lúc 9 tuổi. Tôi bắt đầu tu hành từ lúc đó. Nhưng thời gian đó tôi không biết gì cả về điều này. Tôi chỉ hiểu khi tôi trở thành một tỳ kheo. Khi là tỳ kheo, tôi rất cảnh giác.
những thuốc vui sắc dục mà người đời mê đắm không có vẻ gì vui thú đối với tôi. Tôi nhìn thấy sự đau khổ trong đó, như nhìn thấy chất độc bên trong một món ăn thơm ngon. Bất kể nó ngọt ngào hay hấp dẫn đến chừng nào, tôi biết rằng nếu tôi ăn nó vào, tôi sẽ chết. Tôi luôn nghĩ như thế. Mỗi khi cảm thấy muốn ăn món đó, tôi nghĩ đến chất độc bên trong, và rồi tôi thu hồi sự ham muốn của mình. Tuy nhiên ở tuổi này, những thứ đó không thể cám dỗ tôi nữa. Có người không nhìn thấy chất độc, có người nhìn thấy nó nhưng vẫn muốn thử thời vận. Nhưng như họ nói, nếu bạn đã làm cho bàn tay mình bị thương thì đừng đụng vào chất độc. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc thử cho biết. Có một lần sau khi xuất gia khoảng 5-6 năm, tôi nghĩ đến Đức Phật. Ngài tu hành 5-6 năm và rồi đoạn tuyệt với đời sống thế tục, nhưng tôi vẫn còn ưa thích nó và nghĩ đến việc quay trở lại. Đời sống thế tục có thể giúp tôi có thêm kinh nghiệm và kiến thức. Ngay cả Đức Phật cũng có một đứa con trai là La Hầu La mà. Có lẽ tôi quá khắt khe với mình. Tôi nghĩ đến việc này một thời gian, nhưng rồi tôi nhận ra, đúng hay lắm, tất cả đều tốt cả, nhưng tôi chỉ sợ rằng vị Phật này sẽ lún sâu trong bụng, không giống như vị Phật trước. Và rồi tôi kháng cự những tư tưởng thế gian đó. Từ kỳ kiết hạ thứ 7 đến kỳ thứ 20, tôi thật sự đã đấu tranh rất nhiều. Thời gian này tôi có cảm tưởng như mình đã kiệt lực. Tôi đã vật lộn rất lâu. Những tăng sĩ và sa di trẻ tuổi vẫn còn rất nhiều nhuệ khí. Họ có thể đi ra ngoài để thử sức mình, nhưng trước khi làm thế, hãy suy nghĩ cẩn thận. Nói đến dục lạc, ngũ trần, thật không dễ gì buông bỏ. Rất khó nhận ra bản chất thật của nó. Chúng ta phải sử dụng những phương pháp tinh xảo. Hãy nghĩ đến những dục lạc như việc ăn thịt và nó mắc trong kẽ răng của bạn. Bạn phải tìm một cái tâm để khơi nó ra. Khi miếng thịt rớt ra, bạn cảm thấy nhẹ nhõm được một lát. Có thể bạn quyết định không ăn thịt nữa. Nhưng lần tới khi nhìn thấy thịt, bạn không cưỡng nổi. Bạn ăn thêm một chút nữa và nó lại mắc vào kẽ răng. Rồi bạn lại phải lấy nó ra và cảm thấy thoải mái một lần nữa, cho đến khi bạn ăn thịt lại. Áp lực tăng lên dần cho đến khi bạn cho nó ra bớt. Chỉ là vậy thôi. Tôi không thấy điều gì phức tạp cả. Những điều này tôi chẳng học hỏi từ một người nào khác. Chúng xảy đến với tôi trong quá trình tu hành. Tôi ngồi thiền và quán chiếu dục lạc như một cái tổ kiến. Một người đàn ông lấy cây gỗ chọc vào tổ kiến cho đến khi mấy con kiến chạy ra ngoài, bò lên cây gỗ và lên mặt ông ta, cắn vào mắt và tai của ông. Vậy mà ông vẫn không nhìn thấy tình cảnh khó khăn của mình. Giáo lý của Đức Phật có nói rằng, nếu chúng ta nhìn thấy sự nguy hiểm của một điều gì đó, bất kể nó có vẻ tốt đẹp như thế nào, chúng ta biết rằng nó có hại. Bất cứ điều gì mà chúng ta chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của nó, chúng ta cứ nghĩ rằng nó tốt. Nếu chúng ta chưa nhìn thấy sự nguy hiểm của một thứ gì đó, chúng ta không thể thoát khỏi nó. Bạn có nhận thấy một điều là, bất kể một việc nào đó bẩn thỉu đến chừng nào, vẫn có người ưa thích nó. Việc này không sạch sẽ, nhưng bạn không phải trả tiền để người ta làm nó, họ sẽ vui vẻ tình nguyện. Với những việc bẩn thỉu khác, người ta sẽ không làm dầu bạn có trả tiền. Nhưng việc bẩn thỉu này, họ sẽ hăng hái chấp thuận. Bạn không phải trả tiền cho họ. Công việc không sạch sẽ, nhưng tại sao người ta thích? Làm sao bạn có thể cho rằng con người là thông minh khi họ ứng xử theo kiểu này? Hãy nhìn mấy con chó ở quanh khu viện này. Có cả đàn ở đây. Chúng chạy quanh cắn xé nhau. Có con bị cắn đến tàn tật, nhưng chỉ vài tháng sau là chúng lại đâu hoàng đó. Hễ có con chó nhỏ hơn mới đến là những con lớn lại đuổi cắn nó. Con chó đó kêu ẳng ẳng, kéo lê cái chân bị thương của nó. Nó chỉ là một con chó nhỏ thôi,
nhưng nó nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ có cơ hội. Rồi nó bị cắn tơi bời, và đó là tất cả những gì nó nhận được. Trong suốt mùa kiếm bạn tình, nó có thể chẳng có được một cơ may nào. Những con chó này chạy quanh và tru với nhau từng đàn. Tôi nghĩ chắc là chúng đang ca hát. Chúng nghĩ rằng chúng đang vui chơi, chúng đang ca hát, nhưng chúng không biết điều gì khiến chúng làm như thế. Chúng chỉ làm theo bản năng của mình một cách mù quáng. Hãy suy ngẫm về điều này. Nếu bạn thật sự muốn tu hành, bạn nên hiểu biết những cảm xúc của mình. Thí dụ, bạn nên gần gũi ai trong số những tỳ kheo, sa di hay người tại gia? Nếu bạn thân cận với người nói nhiều, họ sẽ ảnh hưởng bạn, khiến bạn cũng nói nhiều. Nội chuyện riêng của bạn thôi cũng đã nhiều rồi, nay lại cộng thêm vấn đề của họ nữa, chúng sẽ nổ tung mất. Người ta thích chơi với những người nói nhiều và nói những chuyện phù phiếm. Họ có thể ngồi hàng chờ để lắng nghe những chuyện như thế. Nhưng khi nhắc đến việc nghe pháp và việc tu hành thì họ chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Tôi vừa bắt đầu buổi thuyết giảng là họ buồn ngủ rồi, họ không nhận được gì cả. Khi tôi nói đoạn cuối thì mọi người mới tỉnh dậy và mở mắt ra. Như thế thì có ích lợi gì? Người tu hành chân chánh sẽ rời khỏi buổi thuyết pháp với một cảm giác thăng hoa và hăng say. Họ đã học được một điều gì đó. Hãy chọn lựa. Trong mỗi giây khắc, bạn đều đứng ở một ngã rẽ giữa con đường thế gian và con đường đạo. Bạn chọn con đường nào? Bạn có sự chọn lựa. Nếu bạn muốn được giải thoát, thời điểm là ở đây.